Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện giới thiệu. Ba tháng sau khi kết hôn, giảng hàng và tầng mặt lãnh vẫn phân chia phòng ngủ. Mối hôn nhân này là do ông cụ nhà họ Tần quyết định, tần mặt lãnh không có tình cảm với cô. Trong mắt người ngoài, người có gia cảnh bình thường như cô gã đến nhà họ tần là bay lên cành cây cao biến thành phượng hoàng. Không ít người trông chờ cô trở thành chuyện cười vì bị người chồng giàu có ruồng bỏ. Mối hôn nhân này cô cũng không thiệt thòi, giảng hàng quyết định cùng tần mặt lãnh sống chung với nhau. Đêm đó, cô chủ động tìm anh nói chuyện, nói về một chủ đề nào đó trên hốt sớt. Tần mặt lãnh trả lời qua loa mấy câu với cô. Giảng hàng trong bộ dạng thờ ơ đó, ngay tức khắc đứng dậy trở về phòng ngủ, không lâu sau đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên, giảng hàng không mở cửa, ngữ khí lạnh nhạt, có chuyện thì nói. Tần mặt lạnh, hốt mà em quan tâm ban nãy mới đứng thứ 22, trạng thái là mới, bây giờ lên tới vị trí thứ hai rồi, phía sau còn có bạo màu tím, giảng hàng. PS, nội dung như tên truyện, cưới trước yêu sau. Nam chính từ không yêu, tới rung động, đến quyết tâm một lòng, chương một. Bên ngoài cửa phòng làm việc, tiếng mắng chửi dần dần bay xa, rất nhanh đã không nghe thấy gì nữa. Trò hề này cuối cùng cũng kết thúc, trước cửa ban nảy nhốn nháo như chợ vỡ, suýt chút nữa thì mấy anh bảo vệ hỗn chiến với bà Cao, ồn ào hơn cả cái chợ. Thư ký gõ cửa, hỏi cô có ổn không, tôi không sao. Giảng hàng soi trước gương trang điểm, cẩn thận từng ly từng tí lau nước trên khuôn mặt, tránh làm hỏng lớp trang điểm. 5 phút trước, bà Cao xông vào phòng làm việc của cô, hắt thẳng cốc nước to lên mặt, cô không chút phòng bị, né không kịp, bị hắt nước đầy mặt, áo sơ mi phía trước cũng bị ướt đẫm, thấp thoáng trông thấy cả đường viền áo lót bên trong, liên hệ xong với luật sư rồi chứ. Thư ký Đã liên hệ Luật sư nói liên hệ với họ bất cứ lúc nào khi chị không bận nữa. Giảng hàng nhìn đồng hồ đeo tay, cách cuộc họp còn 11 phút, phân phó thư ký. Em đi chuẩn bị mở cuộc họp và tài liệu đi thư ký vốn muốn an ủi vài câu do dự lại thôi vâng em biết rồi ạ à. cô lo lắng cho trạng thái của giảng hàng hay là pha cho chị cốc cà phê nhé không cần em đi làm việc đi dàn hàng lau sạch mặt cầm quyển sổ hộ khẩu bên cạnh máy tính lên lúc bà cao hắt nước vào cô sổ hộ khẩu của cô nào có may mắn tránh khỏi ban nãy dùng khăn giấy lau qua loa lớp bìa củ ướt theo từng mảng nhỏ giảng hẳn lật sổ hộ khẩu ra trang bên trong cũng bị dính nước cô đổi một chiếc khăn tay lau từng trang từng trang một chiều hôm nay là ngày cô và đối tượng xem mắt chỉ gặp mấy lần bàn đi làm giấy chứng nhận kết hôn những cặp đôi khác đều chọn ban sáng đi làm giấy sáng sớm đã đến xếp hàng kết quả đối tượng xem mắt của cô đại công tử của tần gia bảo rằng ban sáng anh ta có cuộc họp không thể rời đi thế là dời đến ban chiều có thể cô và tần mặc lãnh thật sự không hợp bác tự vài tiếng đồng hồ trước khi đi làm giấy chứng nhận kết hôn cô bị gọi là Tiểu Tam, bị vợ người ta làm cho nhếch nhác vô cùng, áo sơ mi trắng cô mua chuyên dùng để mặc hôm làm giấy bị ướt sũng, kiểu tóc tốn công làm cũng bị rối mất, điện thoại trên góc bàn không ngừng rung, là điện thoại của cao tổng, xem ra ông ta cũng biết vợ mình hôm nay tự ý xông vào phòng làm việc của cô, trước mặt tất cả cấp dưới của cô, thu dọn, con Tiểu Tam là cô đây, giảng hàng lướt qua nút nhận nghe, tiện tay mở loa ngoài, tiếp tục lau sổ hộ khẩu, giảng tổng Tội tôi đáng chết vạn lần. Cao tổng nặng lời rồi, tội không đến mức chết. Cao vực lặng im trong chốc lát, chuyện đã đến mức này, không phải chuyện ông nói vài câu xin lỗi là có thể trừ bỏ sự xúc phạm mà vợ ông đem tới cho giảng hàng, vợ ông làm loạn lên như vậy, toàn bộ tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm đều biết được chuyện, đều tưởng rằng giảng hàng có quan hệ bất chính với ông, ồn ào gây ra động tĩnh lớn như thế này, mọi người đều chỉ nhìn thứ trước mắt vốn không có ai lại tin lời giải thích phía sau. Lời giải thích lúc này chỉ là sự che đậy mà thôi. Giản Hàng là người phụ trách chi nhánh Bắc Kinh của Tập đoàn Quản lý Tài sản Doãn Lâm. Về sau cô phải làm thế nào để xây dựng uy nghiêm trước mặt cấp dưới đây? Mặc dù lời đồn nhảm về cô trước giờ chưa từng ngừng, nhưng đó đều là lời vô căn cứ. Hôm nay hoàn toàn chứng thực, mất hết cả mặt mũi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay, nguyên nhân xuất phát từ phía ông. Tháng trước ông đề nghị ly hôn với vợ, Rốt cuộc đợi được đến năm trước con trai đậu đại học, không còn đắn đo nào khác, ông quả thật là không sống nổi với vợ, tâm đã quyết, bèn ly hôn. Vợ ông làm thế nào cũng không đồng ý ly hôn, sau đó phát sinh ra chuyện hoang đường ngày hôm nay, tôi không biết làm thế nào mà vợ tôi cho rằng tôi và cô. Tôi nhất định sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng, bản thân cao vực cũng vô cùng bối rối. Vợ ông đang tức giận, tạm thời không hỏi được gì, giảng hàng lạnh nhạt đáp, vậy thì vất vả cho cao tổng chuyện này nếu như truyền ra ngoài ảnh hưởng không chỉ danh tiếng của tôi còn có hình tượng của doãn lâm có khả năng dẫn tới biến động giá cổ phiếu doãn lâm bên ngài cũng nên nghĩ cách đè lại cao vực vô cùng bất ngờ trước thái độ của giảng hàng trước khi gọi điện ông đã chuẩn bị trước tâm lý bị làm khó dễ không ngờ tới giảng hàng dễ nói chuyện như vậy mặc dù không hài lòng nhưng trong lời nói đã khá là khách khí cao vực càng thêm hổ thẹn về sau cho dù là cô hay Doãn Lâm, chỉ cần tôi có thể giúp đỡ, cô nói một câu là được. Cao Tổng khách khí. Giảng hàng kết thúc cuộc gọi, Cao Vực không được xem là rất đẹp trai, nhưng khí chất nho nhã, phong thái không nộ mà uy lại không phải là thứ mà người trẻ tuổi có thể so sánh được. Ông là Tổng Giám đốc Bộ phận Quản lý Tài sản của Ngân hàng Nghi Thạc, trong tay có thực quyền. Ngân hàng Nghi Thạc là một trong những ngân hàng tư nhân được phê duyệt sớm nhất, có thực lực rất mạnh. Cô và Cao Vực bởi vì hợp tác mà quen biết, mỗi lần gặp mặt luôn là bàn chuyện công việc, chưa từng nói chuyện riêng tư, cách cuộc họp còn có 5 phút, giảng hàng đánh lại son. Áo sơ mi ướt đẫm, không thể mặc trực tiếp ra ngoài gặp người khác, cô nhét khăn lụa vào trong áo sơ mi để tránh bị ướt, mặc áo khoác, cài hết cúc lại. Thắt xong dây thắt lưng, giảng hàng lại dựng cổ áo khoác lên, che lấp toàn bộ chiếc khăn lụa, bên trong phòng họp, mọi người lần lượt đi vào. Trông thấy giảng hàng, mỗi người đều vô thức mà nín thở những chuyện bác quái liên quan đến giảng hàng rất nhiều người trong giới đầu tư đều nghe nhiều nên quen thậm chí có người lén lút đùa rằng cuộc sống tăng ca không ngày không đêm chỉ có thể dựa vào yêu hận tình thù của giảng hàng với các ông lớn ngành tài chính đã kết hôn mà kéo dài tính mạng hôm nay lại xảy ra một màn bùng nổ bất ngờ như thế tất cả mọi người đều không có lòng nào mà làm việc không biết là ai ở trong nhóm lại nói thêm một câu giảng hàng sắp gả cho đại công tử của nhà họ Tần. Nhà họ Tần là một trong những đại gia tộc có thực lực nhất trong giới quyền quý, là tầng lớp mà giảng hàng đạp lên thang cũng không với tới. Thông tin vừa tung ra, đã dẫn tới một cuộc sống to gió lớn. Bên trong các nhóm hóng chuyện hóng đến sắp điên hết cả lên, tranh nhau suy đoán, trong giờ phút quan trọng, giảng hàng xen chân vào hôn nhân của người ta, phá hoại gia đình cao vực mà bị tiết lộ ra, còn là bị vợ người ta đích thân đến xé việc kết hôn của cô và tần mặt lãnh còn kết được chứ. Án chừng giảng hàng hối hận muốn chết, nếu như cô sớm biết trước bản thân có thể gã đến nhà họ tần, đánh chết cũng không câu dẫn người lớn hơn cô cả chục tuổi như cao vực. Sau khi nhà họ tần biết được chuyện ngày hôm nay, sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này chứ. Đa phần là hỏng bét rồi, cho dù người khác trong công ty nghị luận ra sao, cười trên nỗi đau người khác như thế nào, thì bọn họ cũng không thể giảng hàng đích thân dẫn dắt đoàn đội bọn họ hơn 2 năm, công lao khổ lao đều có. Trước khi bắt đầu cuộc họp, bọn họ cố gắng giống như hàng ngày, nên nói thế nào thì nói thế đấy. Sếp, lớp trang điểm của chị hôm nay đẹp quá. Người nói là một chuyên viên phân tích trẻ tuổi. Sếp, màu son số bao nhiêu đấy ạ? À? Vừa nói xong, cô đã cầm điện thoại, chuẩn bị ghi lại. Không chỉ chuyên viên phân tích, những người khác trong đoàn đội cũng phát hiện, giảng hàng hôm nay trông xinh đẹp hơn cho dù trang điểm hay là kiểu tóc, đều tinh tế hơn so với ngày thường. Bọn họ không hẹn mà cùng đồng lòng sinh ra cảm thán, sếp rốt cuộc cũng là sếp, đổi thành bất kỳ ai trong bọn họ, bị vợ người ta tìm đến cửa, lại bị hắt nước rồi ăn chửi, còn không đáng trực tiếp sụp đổ, ai còn nghĩ tới chuyện lúc này ra gặp người khác, càng đừng nói là mở cuộc họp, sau đó giảng hàng lại sóng gió không hoang, coi như không việc gì còn nghiêm túc nói cho chuyên viên phân tích, son cô dùng là màu bao nhiêu thời gian cuộc họp đã trôi qua hai phút giảng hàng quét mắt nhìn bàn họp ra hiệu cho thư ký đóng cửa phòng họp lại ấy 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 đừng đóng cửa để tôi ở bên ngoài chứ lâm kiêu nghiêng người lách vào trong trong tay đang bưng cốc cà phê cậu ta vừa xuống tầng mua cà phê chém gió một lát với tiểu mỹ nữ thu ngân không nắm bắt thời gian chậm mất vài phút lâm kiêu là thế hệ thứ ba con nhà giàu sang quyền quý nổi loạn phản nghịch sau khi tốt nghiệp đại học chơi bời một năm đột nhiên muốn cảm nhận quan cảnh của các nhân sĩ trong ngành vốn đầu tư mạo hiểm, cha cậu ta tưởng rằng cậu ta hoàng lương, thế là tìm người nhét cậu ta vào tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm, người khác đi làm là vì lấy tiền lương, cậu ta là đem theo tiền đến công ty làm việc. Lâm Kiêu cái gì cũng không biết, chỉ có nguồn tài nguyên và mối quan hệ nhân mạch mà trong nhà tìm giúp cậu, Giảng Hàng mất 2 năm để trị cậu ta ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Kiêu đã nhìn quen khuôn mặt của Giảng Hàng, hôm nay vẫn bị vẻ đẹp làm cho hơi ngạc nhiên cười nói tôi tưởng rằng là người phát ngôn minh tinh do vị khách nào mời đến cơ trình độ ninh hót của cậu ta không ai sánh kịp giảng hàng sớm đã quen lời nịnh đã nhận nói nhảm đến đây thôi báo cáo trước tiến độ công việc trong tay cậu có vấn đề gì thì cùng nêu lên lâm kiêu cà phê của cậu ta phải làm sao vấn đề cậu ta gặp phải chẳng phải kiểu nhiều như bình thường đợi cậu ta báo cáo xong, cà phê chắc chắn lạnh ngắt. Cà phê Americano nóng mà để nguội đi, không có linh hồn. Giảng hàng cúi đầu nhìn sổ ghi chép của cô, biết cậu ta đang băn khoăn điều gì. Không cần lo lắng cà phê của cậu, để đồng nghiệp bên cạnh uống hết cho. Phòng họp bỗng chốc cười ầm lên, Lâm kêu sợ đồng nghiệp cướp cà phê của cậu ta, vội vàng đặt lên miệng uống trước một ngụm. Đồng nghiệp bên cạnh cười mắng cậu ta hai câu, giảng hàng đột nhiên ngước mắt, tất cả mọi người nhanh chóng cúi đầu giả vờ nhìn máy tính phòng họp bỗng chốc lạnh ngắt như tờ sếp lâm kiêu đặt cốc cà phê xuống trong giảng hàng ở trong phòng còn bọc trong áo khoác cậu ta mắc chứng ám ảnh cưỡng chế tôi lại nói nhiều thêm một câu tôi có máy sấy tóc chị dùng bây giờ không lâm kiêu là người sống tinh tế nhất ở tập đoàn quản lý tài sản doãn lâm cho dù bận đến đâu cứ cho là thức khuya tăng ca mệt đến nỗi không mở mắt ra được cậu ta cũng phải dành ra được thời gian đi thuê căn phòng ở khách sạn gần đó, tắm rửa thay bộ quần áo mới, làm kiểu tóc đẹp. Cậu ta còn chuẩn bị một chiếc máy sấy tóc ở phòng làm việc, chỉ sợ ngày nào đó ngủ trưa làm bẹp hết kiểu tóc, có thể tức thời cứu vãn. Cậu ta xưng bản thân là người đảm đương hình tượng của Doãn Lâm, bất kỳ lúc nào cũng không được lôi thôi lết thết, giọng giảng hàng êm dịu xuống. Cảm ơn. Đợi tan học tìm cậu mượn. Nếu như bây giờ cô đi sấy áo sơ mi bị ướt trên người, sẽ làm chậm trễ thời gian của người khác. Hơn một tiếng mới tan học, đi ra khỏi phòng họp, giãn hàng theo thói quen mở điện thoại xem tin nhắn. Khung chác mà cô đặt trên đầu không nhiều, vừa nhìn đã trông thấy tin nhắn của bàn Lâm Bân, ông chủ lớn nhất của tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm. Bàn Lâm Bân là người lãnh đạo trực tiếp của cô, ông thông thường đều gửi mail hoặc gọi điện thoại, rất ít khi gửi tin nhắn cho cô. Bàn Lâm Bân, chuyện gì thế? kèm theo một bức ảnh chụp màn hình video, trên ảnh chụp màn hình là cảnh bà Cao bị bảo vệ bắt ra ngoài. Ông lại nói, trước không bàn đến thật giả lời nói của bà Cao trong video, việc cô để video truyền ra ngoài, đó chính là thất trách nghiêm trọng, giảng hàng không thể cãi lại được, cho dù như thế nào, cô quả thật đã thất trách. Thực ra lúc bà Cao chưa rời khỏi, đã phân phó thư ký thông báo xuống phía dưới, nếu như ai ghi lại video bà Cao làm ầm ĩ ở phòng làm việc, xem xong tự xóa bỏ video không được phép truyền ra ngoài, nếu không hậu quả tự gánh chịu, nhưng vẫn bị truyền ra ngoài. Ông chủ ở nước ngoài, bên đó là 2 giờ sáng, video nhanh như thế đã truyền tới trong tay ông. Công ty trước giờ không quản cuộc sống cá nhân của bọn họ, nhưng nếu như gây ầm ĩ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty, cũng có thể trực tiếp hủy hoại đến sự nghiệp của cô. Giảng hàng không giải thích, chỉ trả lời. Lỗi của tôi. Tôi sẽ giảm ảnh hưởng tiêu cực đến mức thấp nhất. Tình hình cụ thể ra sao, sớm nhất là ngày mai sẽ đưa ra một lời giải thích cho ngài, nói không chừng còn phải đưa cho hội đồng quản trị một lời giải thích. Bàn lâm bân, giữ tâm thái bình lặng, thanh giả tự thanh, cảm ơn bàn tổng, giảng hàng bàn giao cho thư ký. Liên hệ với một công ty PA, phí tôi tự chi. Thư ký lặng lẽ thở dài, cô biết, giảng hàng rất quan ức, đặt vào ai ai cũng thấy quan ức, nhưng lúc này nói gì cũng đều không giải quyết được vấn đề, không ai đồng tình chỉ có thể cắn răng chịu khổ trong lòng thư ký không nói lời vô ích em đi làm ngay đây trở lại phòng làm việc giảng hàng cầm lấy sổ hộ khẩu lật đi lật lại cô là thanh giả tự thanh nhưng người khác đâu có cho rằng như vậy cho dù bạn có nói bạn vô tội bọn họ cũng sẽ quăng một câu không có lửa làm sao có khói vào mặt bạn cưới một cô gái có lịch sử đen tối không biết có bao nhiêu người ở sau lưng cười đùa nghị luận đặt sổ hộ khẩu xuống cô gửi tin nhắn cho tầng mạc lãnh tầng mạc lãnh lúc này ở phòng làm việc tay phải cầm một chiếc nhẫn trơn đang muốn đeo lên ngón vô danh bên tay trái trợ lý chu tự đúng lúc gõ cửa đi vào vẻ mặt chu tự ngưng trọng làm động tác điều chỉnh hô hấp rõ ràng động tác đeo nhẫn của tầng mạc lãnh dừng lại chuyện gì tầng tổng cô giảng chu tự làm trợ lý bao nhiêu năm như thế lần đầu tiên gặp phải chuyện khó mở miệng không biết nên nói ra sao tầng mạc lãnh dự cảm sự việc không tốt không vội đeo nhẫn, lúc này điện thoại rung lên, là tin nhắn của giảng hàng. Giảng hàng, vợ của cao vực ngân hàng nghi thạc hôm nay làm ầm ĩ đến phòng làm việc tôi, bàn lâm bân ở nước ngoài cũng biết, anh chắc cũng nghe nói rồi nhỉ. Còn muốn đi làm giấy chứng nhận kết hôn không? Anh suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa đi, xem xong, tầng mặt lãnh trao chặt mày lại. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn về hướng chu tự. Giảng hàng làm sao? cao vực của nghi thạc lại là chuyện gì? Chu tự cẩn thận sắp xếp từ ngữ. Vợ cao tổng coi giảng tiểu thư là tiểu tam. Cách nói này của chu tự trong vô hình hướng về phía giảng hàng. Lúc anh ở trong nhóm bạn bè trông thấy video, không ai đồng tình với giảng hàng, đều nói giảng hàng chen chân vào hôn nhân người ta cũng không phải lần đầu. Chỉ là lần này phạm phải sai lầm, bị bà vợ bắt được đằng chui. Sếp vốn không muốn kết hôn với giảng hàng, làm giấy chứng nhận kết hôn là ý của trưởng bối nhà họ tần bây giờ sếp biết được không biết có lấy điều này ra làm cái cớ không đi làm giấy chứng nhận nữa hay không chu tự video không quay được giảng tiểu thư nhưng trong mỗi lời nói của bà cao đều có nhắc đến tên của giảng tiểu thư tần mặc lãnh trầm giọng nói tìm người ngăn phát tất cả video được truyền lên trên mạng ai phát tán riêng tư nữa thì trực tiếp gửi văn hàm luật sư anh liếc nhìn chiếc nhẫn đeo trực tiếp nó lên ngón vô danh. Chu tự hiểu nó có ý nghĩa gì, dựa theo chỉ thị của tần mặt lãnh đi xử lý. Tần mặt lãnh đứng dậy vào phòng nghỉ ngơi bên trong, đi đến trước tủ quần áo, một tay cởi bỏ nút áo trên sơ mi trên người, tay khác lấy ra sơ mi trắng trong tủ. Cởi bỏ sơ mi sọc sẫm trên người, thay thành sơ mi trắng. Tần mặt lãnh nhét sơ mi vào trong quần tây, cẩn thận tỉ mỉ chỉnh sửa cho bằng phẳng. Anh trả lời giảng hàng. Đừng đến trễ Tôi không thích đợi người Bọn họ đã hẹn ba rưỡi gặp mặt ở trước cửa cục dân chính Giảng hàng mượn máy sấy tóc của Lâm Kiêu sấy khô sơ mi Lại để thư ký mua cốc cà phê nóng Mang theo cùng máy sấy đưa đến cho Lâm Kiêu Cầm theo giấy tờ chứng nhận Giảng hàng lái xe hướng về phía cục dân chính Chậm mất 3 phút so với thời gian hẹn Thủa Bình Sinh đây là lần đầu tiên cô tới trễ Còn là trước người chồng chuẩn plastic này Giảng hàng từ trên xe xuống trong về phía xa đã thấy tầng mặt lãnh, cho dù phong thái hay là vẻ ngoài, đều là người đàn ông trong nghìn vạn dặm mới tìm được một. Khi anh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, không có một chút nhiệt độ, bước lại gần, cô ấy nấy nói. Xin lỗi, tới chậm. Tầng mặt lãnh không nói gì, đưa hộp nhẫn cho cô. Giảng hàng liếc mắt thoáng thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh, cô nhận lấy hộp nhẫn. cảm ơn không phải cảm ơn những kim cương anh cho cô, là cảm ơn anh đã lựa chọn tin cô. Hai người sống vai đi về hướng sảnh lớn của cục dân chính, tầng mặt lãnh đột nhiên nghiêng đầu, từ trên mặt cô không trông thấy vết tích từng bị đánh, anh vẫn muốn xác định. Không bị đánh. Giảng hằng lắc đầu. Bà ta không cao như tôi, đánh không lại tôi. Bà cao muốn đánh cô, nhưng không đánh được, sau khi bị hất nước cô phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, kiềm chế bà ta đẩy ra phía ngoài cửa. Tần mặt lãnh nhìn bàn tay mảnh khảnh của cô, không nghĩ ra cô đánh nhau có thể đánh thắng. Lại gặp chuyện như thế này, đánh không được thì chạy. Không mất mặt. Giảng hàng nghẹn lại trong chốc lát, không nói lên lời. Hai người bước vào đại sảnh đăng ký. Cô và tần mặt lãnh chỉ chụp một bức ảnh thẻ chứng nhận. Nhận được ảnh, cô phát hiện đầu mình thẳng tắp, mà đầu của tần mặt lãnh hơi hơi hướng về phía cô. Trông như là đang nhân nhượng cô vậy. Chương 2 Rất nhanh, giản hàng nhận được chứng nhận kết hôn. cô và tần mặc lãnh không quen thuộc, mỗi người tự giữ chứng nhận kết hôn của mình. hai người một trước một sau bước ra khỏi cục dân chính, suốt quãng đường không hề giao tiếp, người không biết lại tưởng rằng hôm nay bọn họ đến làm thủ tục ly hôn. cô và tần mặc lãnh hoàn toàn dựa theo ý muốn của trưởng bối hai nhà mà làm thủ tục. bà nội tần bảo ngày hôm nay khá được, thúc giục hai người đi đăng ký kết hôn. thế là như thế này, không có cầu hôn, không có bất kỳ lời thề nguyện không có nghi thức lãng mạn, cô đã gả cho Tần Mặc Lãnh. Xe của cô dừng ở bến đổ xe phía bên đối diện con đường, xe của Tần Mặc Lãnh do tài xế lái đến, đang từ từ dừng ở phía trước. Xe dừng lại, Tần Mặc Lãnh không đợi tài xế xuống mở cửa, anh đã mở thẳng cửa xe phía sau rồi ngồi lên. Anh nhìn giảng hàng, không nói gì, gật đầu nhẹ với cô rồi đóng cửa xe lại, Tần Mặc Lãnh. Giảng hàng nhớ tới điều gì đó, nhanh chân bước qua đó, Tần Mặc Lãnh trượt cửa kính xe xuống còn có chuyện. Giảng hàng dơ chứng nhận kết hôn trong tay lên. Anh có ý định giữ bí mật kết hôn không? Tần mặt lãnh hỏi ngược lại. Trong hợp đồng em ký với Doãn Lâm có điều khoản không được kết hôn. Cái gì vậy chứ, giảng hàng nói. Không có. Tần mặt lãnh. Thế giữ bí mật kết hôn làm gì? Lại không phải minh tinh. Cô không phải là nhìn thấy anh ngay cả làm chứng nhận kết hôn cũng không tình không nguyện, thậm chí chọn ban chiều, do vậy hỏi chuyện cho rõ ràng trước, đừng để đến lúc cô nói với người khác chồng cô là anh, anh lại không muốn công khai, khiến cô như muốn gả cho anh lắm không bằng, Giảng hàng xác định với anh muốn giữ bí mật kết hôn hay không, còn có một nguyên nhân, nếu như anh không có dự định giữ bí mật kết hôn, tôi giải thích chuyện bà Cao với hội đồng quản trị, nhân tiện nói một chút về tình trạng hôn nhân của mình. Chứng nhận kết hôn của cô và tần mặt lãnh là một chứng cứ xác thực cô không chen chân vào hôn nhân của Cao Tổng, tần mặt lãnh cho cô đáp án chắc chắn lại lần nữa. Giữ bí mật kết hôn thì thà không kết hôn còn hơn. Thế nên cô có thể cầm chứng nhận kết hôn làm lá chắn. Giản hàng không coi anh là chồng mình, theo thói quen nói. Cảm ơn. Tần mặt lãnh chống cầm, ánh mắt sâu thẳm như đáy đầm nước dừng trên mặt cô vài giây, sau đó nhìn về phía đường cái có dòng xe đang chạy như con thoi hội đồng quản trị của Doãn Lâm làm khó em. Giảng hàng do dự trong chốc lát, tạm thời không rõ, bàn Lâm Bân đã nhìn thấy video đó, những người khác trong hội đồng quản trị chắc cũng sẽ nhìn thấy, luôn có những người nhiều chuyện hóng hớt, không chơi việc lớn, không thể nào không truyền tới thành viên khác trong hội đồng quản trị, hội đồng quản trị bây giờ vẫn chưa tìm tới tôi. Cô nói, tầng mặt lãnh gật đầu, không nói gì thêm. Cửa xe kéo lên, tài xế khởi động xe rồi lái rời đi. Giản hàng đi qua đường tìm xe của mình cô không hiểu ban nãy tầng mặt lãnh vì sao lại quan sát cô giống như đang nhìn cô nhưng lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó cô nhìn không rõ tầng mặt lãnh cũng không có sinh lực để suy nghĩ rốt cuộc trong lòng anh nghĩ gì khởi động xe quay về công ty trên vị trí làm việc trong văn phòng có năm sáu người đang ngồi quay quần lại uống trà chiều cà phê và đồ ngọt mỗi người một phần mấy người vừa ăn vừa cười nói giản hàng tới cũng không phát hiện ra đến khi Lâm Kiêu xoay mặt, trông thấy giảng hàng đang đứng trước cửa, đang ung dung nhìn đồ ngọt trong tay cậu. Lâm Kiêu sững sờ, cậu không biết giảng hàng đi làm chứng nhận kết hôn, tưởng rằng cô hôm nay sớm đã quay về nhà. Cậu tận mắt trông thấy cô cầm túi sách và chìa khóa xe bước về phía thang máy, nào có biết cô đột nhiên quay lại, không nên chứ. Bị vợ của Cao Tổng đánh tới cửa, mất mặt trước mặt tất cả cấp dưới, đổi thành ai cũng phải hoài nghi nhân sinh, phải quay về điều chỉnh lại mình cho tốt một lát, nghiêm trọng hơn nữa, nghỉ việc cũng không phải không có khả năng. Nhưng trong giảng hàng hoàn toàn là dáng vẻ không sao, Lâm Kiêu xác thực bản thân không hoa mắt, cậu từ trên mặt giảng hàng trông thấy vẻ mặt nhẹ nhõm vui mừng. Tim đột nhiên đập nhanh, giảng hàng càng yên lặng, có nghĩa là về sau mưa to gió lớn đang đợi bọn họ, sếp, chúng tôi. Lâm Kiêu ngượng ngùng cười, chúng tôi chuẩn bị tăng ca suốt đêm, ăn chút đồ lót bụng trước. Bây giờ là 4 giờ 30 phút chiều, nói là vì tăng ca suốt đêm ăn trước cơm tối cũng trước quá nhiều rồi ban nãy khi lâm kêu giải thích chột dạ không ngừng hai chân vốn gác trên bàn lập tức hạ xuống ngồi ngay ngắn nghiêm túc mấy người khác lặng lẽ cúi đầu trong miệng còn có đồ ngọt không kịp nhai kỹ nơm nớp lo sợ nuốt xuống suýt chút nữa thì nghẹn chết hôm nay tâm tình của sếp vốn dĩ đã không tốt bọn họ nhân lúc cô không có ở đây còn thông dong như vậy đây không phải là tự mình đụng vào họng súng của cô để tìm chết ư, giảng hàng hỏi. Trà chiều là ai mua? Lâm Kiêu. Tôi. Là tôi chủ động mua, cũng là tôi lôi kéo bọn họ xa ngã. Sếp chị muốn trách thì cứ trách một mình tôi. Là bản thân chúng tôi muốn ăn. Mấy người khác cùng đồng thanh, Lâm Kiêu tốt bụng mời bọn họ uống trà chiều, nói lúc sếp mở họp hôm nay, mấy người bọn họ đều trong trạng thái căng thẳng, đương nhiên phải uống một cốc cà phê cho đỡ sợ. Lâm Kiêu trước khi mua bọn họ đều biết, cũng không từ chối, để một mình Lâm Kiêu gánh tội là không phúc hậu. Giảng hàng nhìn về phía Lâm Kiêu, tiền trà chiều tìm tôi thanh toán, tôi mời mọi người. Tất cả mọi người đều dạy cả mắt ra, cà phê phải uống chậm. Giảng hàng quay người trở về phòng làm việc của mình, chuyện bà cao, cô bắt buộc phải chiếm được quyền chủ động. Nếu như đợi hội đồng quản trị yêu cầu cô cho lời giải thích, cô sẽ nằm trong thế bị động bây giờ chỉ có bàn lâm bân hỏi cô xảy ra chuyện gì trên một ý nghĩa nào đó sự hỏi thăm của sếp bàn không đại diện cho hội đồng quản trị cô là người phụ trách chi nhánh của công ty do bàn lâm bân bổ nhiệm gửi tin nhắn hỏi cô xảy ra chuyện gì cũng kèm theo ý quan tâm trong đó vốn dĩ cô có dự định làm rõ đầu đuôi sự việc rồi mới báo cáo chi tiết lên hội đồng quản trị bây giờ quyết định báo cáo trước xem hội đồng quản trị bên đó có phản ứng như thế nào để cô có sự chuẩn bị kỹ lưỡng giảng hàng không tràn gian đại hải, ngắn gọn xúc tích nói rõ ngọn nguồn của sự việc. Không đến 20 phút đã xong toàn bộ, gửi cho sếp bàn, lại nhân tiện chuyển phát cho các thành viên hội đồng quản trị khác. Măng ha tăng bên đó bây giờ là 5 giờ sáng, bọn họ sẽ không sớm như vậy trông thấy mèo. Giảng hàng đóng hồng thư, dựa vào trong lưng ghế yên tĩnh vài phút, một buổi chiều ngày hôm nay còn dài đằng đẵng hơn cả thời gian một tháng ngày thường. Giảng hàng lấy chứng nhận kết hôn từ trong túi sách ra, chụp lại gửi vào nhóm cha của gia đình. Hai phút trôi qua, trong nhóm không ai trả lời, ông bà nội chắc đang ở trong cửa hàng làm việc, mẹ hôm nay có thể lại ra ngoài leo núi, cha có lẽ vẫn đang lên lớp. Sau khi mẹ nghỉ hưu thường xuyên hẹn bạn bè đi leo núi, cha năm nay dạy lớp chính sắp tốt nghiệp, thời gian lên lớp cũng nhiều, giảng hàng rời khỏi nhóm cha, cô cầm chứng nhận kết hôn, ánh mắt tập trung vào ảnh thẻ bên trên, cô và từng mặt lãnh trở thành vợ chồng, song anh không hề yêu cô. Khi video bà Cao đánh tới cửa được truyền tới bàn Lâm Bân bên đó, cô tưởng rằng cuộc hôn nhân giữa cô và Tần Mặt Lãnh không thành nữa. Định thần lại, giảng hàng thu lại chứng nhận kết hôn, bắt đầu làm việc. Khi sắp tan làm, tin nhắn trong điện thoại nhảy liên tục, trong nhóm cha của gia đình sôi nổi lên. Ông bà nội suýt chút nữa khen ảnh thẻ của cô và Tần Mặt Lãnh đẹp như hoa. Mẹ hỏi cô tối mai có cuộc xã giao nào không? Giảng hàng, chắc không có à. Mẹ, Thế con cùng mặt lãnh tối mai về nhà ăn cơm. Chúc mừng cho hai đứa, giảng hàng mong chờ về nhà ăn cơm, không có nghĩa là tầng mặt lãnh vui vẻ chúc mừng, nói không chừng anh còn có sắp xếp khác, căn bản không rảnh, cô xác định thời gian trước với tầng mặt lãnh. Ngày mai rảnh chứ? Mẹ tôi gọi chúng ta trở về nhà ăn cơm, tầng mặt lãnh chỉ trả lời cô hai chữ. Không rảnh, giảng hàng. Ừ, tôi biết rồi, anh bận tiếp đi anh không có bất kỳ sự giải thích nào cũng không trả lời lại cô giảng hàng sửa lại câu này một chút gửi vào nhóm của gia đình mẹ tầng mặt lãnh không có thời gian anh ấy ngày mai có xã giao không đẩy được dời ngày khác đi à mẹ ừ đợi hai đứa rảnh lại nói dù sao tối nay hai đứa cũng sẽ tự chúc mừng chúng ta chúc mừng cho hai đứa sớm một chút hay muộn một chút đều không sao thảo nào mẹ chọn tối mai để hai người về nhà mẹ tưởng rằng buổi tối hôm nay cô và Tần Mặc Lãnh sẽ tổ chức ngày kỷ niệm đăng ký kết hôn, thực ra không phải vậy đâu, Tần Mặc Lãnh cưới cô không phải cam tâm tình nguyện, sao có thể chúc mừng nhận chứng nhận kết hôn, cô không biết những người phụ nữ khác vào buổi tối hôm đăng ký kết hôn sẽ sắp xếp những gì, dù gì thì cô cũng không khác ngày thường. Tăng ca ở công ty đến 8 giờ mới về nhà, vừa vào cửa nhà, bàn Lâm Bân gọi điện thoại cho cô, bàn Lâm Bân. Chuyện giữa cô và Cao Vực đã giải quyết xong, Nửa tiếng trước tầng mặt lãnh gọi điện thoại cho mỗi người trong hội đồng quản trị chúng tôi. Giảng hàng kinh ngạc. Tầng mặt lãnh nói những gì à? Nói hai người từ nhỏ đã quen biết. Giảng hàng ngớ ra. Cô và tầng mặt lãnh là đi xem mắt quen biết. Hồi nhỏ vốn dĩ đâu có quen nhau. Tầng mặt lãnh còn nói trưởng bối nhà hai người sớm đã có lòng tác hợp. Bởi vì hai người quá quen thuộc lại không có dự định kết hôn sớm cứ kéo dài cho tới bây giờ mới đăng ký kết hôn. Ý của Tần mặt lãnh rất rõ ràng, giãn hàng ngay cả gã cho anh cũng cứ kéo dài, sao có thể chỉ vì một chút lợi ích đi làm tình nhân của cao vực. Anh gọi điện thoại cho các thành viên trong hội đồng quản trị của Doãn Lâm, không chỉ giải thích, cũng bày tỏ thái độ, nếu như giãn hàng và cao vực có bất kỳ tin tức xấu nào, bị ảnh hưởng lớn nhất không phải tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm mà là anh, là nhà họ Tần. Bởi vậy tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm không có gì là đáng phải lo lắng, anh sẽ giải quyết tốt những vấn đề còn lại. Cuộc điện thoại của Tần Mặt Lãnh đã giải quyết hết phiền phức cho giản Hàng. Bàn Lâm Bân khi biết giản Hàng và Tần Mặt Lãnh kết hôn, kinh ngạc không thôi. Ông đột nhiên nhớ tới. Cô ngày trước nằm viện tránh xem mắt, là tránh Tần Mặt Lãnh. Giảng Hàng. Vâng. Khi đó cô sốt cao, lại viêm dạ dày ruột cấp tính, khi xả giao bởi nguyên nhân uống nhiều rượu, thật ra không cần nằm viện, nhưng cô không muốn xem mắt với tầng mặt lãnh, thế là mượn cớ nằm viện mấy ngày. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh xem mắt, trong mắt người bên cạnh, gia đình cô bình thường như vậy, có thể gả tới nhà họ tầng, là đời trước thắp hương phù hộ, chỉ có chính bản thân cô hiểu rõ, gả cho tầng mặt lãnh, sự ưu việt gì đó của cô đều mất hết. Khoảng cách giữa cô và tầng mặt lãnh quá lớn, cần mẫn nhiều năm như thế, cộng tất cả tài sản của cô nhiều nhất là mua được hai ba chiếc đồng hồ đeo tay mà anh mang hôm nay khi nhận chứng nhận kết hôn cô thoáng thấy đồng hồ trên cổ tay tầng mặt lãnh phải tám con số đừng tự coi nhẹ mình năng lực của cô đủ để xứng đôi với tầng mặt lãnh bàn lâm bân an ủi cô hai câu sau đó lại nói ban nãy chúng tôi mở một cuộc họp đơn giản quyết định sự việc cao tổng đến đây là kết thúc giao cho cô tự xử lý cảm ơn bàn tổng đừng vội cảm ơn, tôi vẫn chưa nói xong. Còn về bà Cao, lúc cô giải quyết ân oán một cách riêng tư đừng phá rách mặt mũi, biết cô oan ức, nhưng giảng hàng cô phải học được cách cân nhắc, rốt cuộc trút giận quan trọng, hay lợi ích nhân mạch càng quan trọng hơn. Cô bên đó giải quyết ổn thỏa chuyện bà Cao, tốt nhất sau khi giải quyết sự việc toàn vẹn, nhân mạch của Cao Vực còn có thể tiếp tục dùng cho cô. Vâng, tôi hiểu. Quan ức của cá nhân không quan trọng, lợi ích của công ty mới là tất cả. Ngắt cuộc gọi, giảng hàng cởi áo khoác treo lên, đến nhà bếp rót nước. Uống xong nửa ly nước, cô mới nhớ lại, hóa ra ở trước cửa cục dân chính, vài ánh mắt tầng mặt lãnh nhìn cô đó, là đang nghĩ làm thế nào để xử lý tốt vấn đề còn lại cho cô. Thành viên hội đồng quản trị của Doãn Lâm bọn cô, trừ xếp bàn, những người khác đều là người Âu Mỹ, tầng mặt lãnh chưa chắc đều quen biết, còn phải tìm bạn bè bắt cầu giới thiệu tần mặt lãnh còn vì cô mà nói dối. Cô với anh vốn dĩ không quen thuộc, ngày xem mắt, là ngày đầu tiên gặp mặt kể từ khi có ấn tượng trong cuộc đời. Càng không có chuyện trưởng bối hai nhà luôn muốn tác hợp hai bọn họ. Tần mặt lãnh chỉ là học trò của mẹ cô, mẹ là giáo viên tiểu học, tần mặt lãnh sau khi tốt nghiệp tiểu học, cũng không có bất kỳ liên hệ nào với mẹ, giảng hàng cảm ơn tần mặt lãnh. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải quyết phiền phức lớn như vậy, tần mặt lãnh đừng khách sáo, khoảng nửa phút, anh lại gửi đến một dòng. Em không cần phải đặt trong lòng, tôi làm như vậy vì nhà họ Tần, vì nghĩ cho bản thân tôi, giảng hàng hiểu ý của anh là gì, tôi biết. Yên tâm, sẽ không vì anh giúp tôi, hiểu lầm anh thích tôi hoặc là như thế nào. Cô hiểu rõ bản thân mình, sẽ không tự mình đa tình, vẫn rất cảm ơn anh, Tần mặt lãnh nhìn màn hình điện thoại mấy giây, không trả lời, buông điện thoại xuống đi tắm, còn chưa đi đến cửa phòng tắm, Điện thoại rung liên tiếp hai lần, bước chân của anh dừng lại, dường như có chút do dự, cuối cùng vẫn quay lại xem điện thoại, cứ tưởng giảng hàng lại đang giải thích, mở ra, là tin nhắn của em trai họ Tần Tỉnh. Anh, anh và chị dâu hôm nay đăng ký kết hôn đúng không? Tần mặt lãnh. Ừ, làm sao, chả thấy anh đăng trên vòng bạn bè, em tưởng rằng anh giống em, lời này Tần Tỉnh không thích nghe. Thích đăng trên vòng bạn bè thì làm sao? đấy gọi là yêu cuộc sống, hiểu không? Cậu không có chút hứng thú nào với việc liệu anh họ có đăng trên vòng bạn bè hay không, được bà nội ủy thác, xác định xem anh họ và giảng hàng rốt cuộc đã đăng ký kết hôn hay chưa, bà nội sợ anh họ lừa gạt người trong nhà, trên miệng nói là đăng ký, thực ra không phải, anh không đăng vòng bạn bè, thì ít ra cũng đăng trong nhóm gia đình chứ, để nhà mình dính chút không khí vui vẻ, loại người như tần mặt lãnh không có khả năng đăng chứng nhận kết hôn của mình vào trong nhóm. Anh mở nhóm gia đình để lại tin nhắn, về sau chuyện liên quan đến hai vợ chồng con, mọi người tìm giảng hàng bàn bạc, cô ấy nói gì thì là thế đó. Sau đó, anh kéo giảng hàng vào nhóm, nhóm gia đình nhà họ tần có mấy chục người, sôi nổi chào đón giảng hàng vào nhóm. Giảng hàng vừa vào, không trông thấy tin nhắn để lại đằng trước của tầng mặt lãnh, chương 3. Giảng hàng có thể nói chuyện với mỗi người trong nhà họ tầng, trừ tầng mặt lãnh ra, bất kỳ ai trong số họ cũng nhiệt tình với cô hơn tầng mặt lãnh chị dâu đăng chứng nhận kết hôn đi cho bọn em dính chút không khí vui vẻ anh em bảo về sau có chuyện thì tìm chị cười nghe răng tần tỉnh cứ luôn nhớ tới câu nói lúc nãy của tần mặt lãnh có chuyện gì thì tìm giảng hàng bàn bạc bà, chị ấy nói gì thì là thế đó trong điện thoại giảng hàng có sẵn bức ảnh cô gửi thẳng hai bức vào trong nhóm cô giống tần mặt lãnh không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân lên vòng bạn bè nhưng nhóm gia đình thì ngoại lệ song tần mặt lãnh ngay cả nhóm gia đình cũng không thích chia sẻ, đăng ảnh của mình vào nhóm cho mọi người cùng chiêm ngưỡng, còn bị bình phẩm lung tung, thậm chí trêu trọc, trong lòng anh cực kỳ bài xích, tần mặt lãnh tắm xong ra ngoài, tin nhắn trong nhóm đã hơn 100, trước giờ anh chưa từng lật lại xem tin nhắn trong nhóm gia đình, toàn là tán dốc với nói nhảm, xem hay không cũng chẳng sao. Hôm nay là lần đầu tiên, anh dựa vào đầu giường, từ tin nhắn của giảng hàng vừa vào nhóm mà kéo xuống dưới sau đó trông thấy ảnh thẻ của mình và giảng hàng, lại kéo xuống dưới mấy chục tin, không có ai trêu trọc ảnh anh, chắc là chú ý đến thể diện của giảng hàng, bọn họ dơ cao đánh khẽ với anh, cho dù như thế, tần mặt lãnh vẫn không thích trông thấy ảnh của mình xuất hiện trong nhóm gia đình, chứng nhận kết hôn là thứ rất riêng tư, theo suy nghĩ của anh, người khác thấy đẹp hay không vốn dĩ không quan trọng, chỉ cần anh và giảng hàng thấy đẹp là được, tần mặt lãnh nhắn riêng cho giảng hàng về sau đừng gửi ảnh tôi vào trong nhóm gia đình, đợi 3 phút, giảng hàng không trả lời anh, tần mặt lãnh biết rõ giảng hàng đang xem điện thoại, cô đang nói chuyện với tần tỉnh trong nhóm, anh chỉ đành cô trong nhóm gia đình, trả lời tin nhắn anh, giảng hàng tưởng tần mặt lãnh có chuyện gì quan trọng, mở khung trò chuyện với anh ra coi, là bảo cô đừng gửi ảnh của anh nữa, sao anh không nói sớm, tôi tưởng anh kéo tôi vào nhóm, là muốn tôi đăng chứng nhận kết hôn vào trong đấy. Không thì tần tỉnh sẽ không nói câu anh em nói, có chuyện thì tìm chị. Tần mặt lãnh, kéo em vào nhóm bởi vì chúng ta kết hôn rồi, ý ở ngoài lời, không phải để cô vào nhóm đăng ảnh, giảng hàng, hiểu rồi, về sau còn đăng ảnh chụp chung, tôi sẽ làm mờ mặt anh, tần mặt lãnh. Không thể nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi, giảng hàng, xin lỗi, cô rút lại câu làm mờ mặt ban nãy, anh chẳng là gì với cô, đùa vài câu cho vui cũng không thể. Cô có thể nói đùa với tần tỉnh, nhưng không thể nói với anh. Tần Tổng, có thể xác định rõ một chút không, tôi ở trong nhóm, bao gồm về sau nói chuyện với anh, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói. Tần mặt lãnh muộn màng nhận ra, câu làm mờ mặt của cô là nói đùa với anh, anh cũng rút lại câu không thể nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi, của mình, chuyện này đến đây, sau này không cãi nhau, anh lại nói. Em ở trong nhóm muốn nói gì thì nói, tôi chỉ là không thích gửi ảnh vào trong nhóm, theo cách nghĩ của giảng hằng, chia sẻ với người nhà của mình giấy chứng nhận kết hôn còn phải suy nghĩ tới bản chất cô quả thật không hiểu là chính anh nói không giữ bí mật kết hôn cũng là anh kéo tôi vào nhóm bọn họ là người nhà của anh mong tôi chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn chuyện nhỏ như vậy tôi sao có thể từ chối tầng mặt lãnh cảm thấy cô hiểu sai ý của mình giải thích lần này không trách em ý tôi là về sau đừng đăng ảnh nữa giảng hàng không đâu về sau chắc không có cơ hội chụp ảnh chung nữa anh nhất định sẽ không chụp ảnh cưới, nếu như ngày sau có lễ kết hôn, nói không chừng tần mặt lãnh sẽ trực tiếp tìm người ghép ảnh của hai bọn họ, ứng phó với hội trường hôn lễ, tần mặt lãnh không biết trả lời ra sao, ngủ sớm đi, giảng hàng nhân bây giờ hai người đều rảnh rỗi, muốn bàn bạc với anh một lát, cuộc sống sau khi kết hôn sắp xếp ra làm sao, người bên cạnh cô thông qua xem mắt quen biết để kết hôn, không phải số ít, nhưng không có một đôi nào có tình cảnh tương tự như bọn họ, đã nhận giấy kết hôn rồi vẫn chả khác gì người xa lạ cô trưng cầu ý kiến của anh nhà bên đó về sau anh dự định đối phó thế nào tầng mặt lãnh hiểu ý cô bọn họ không sống chung lại hầu như không gặp mặt nếu như trưởng bối hai nhà thỉnh thoảng hỏi tới bọn họ sau khi kết hôn thế nào cô không biết nên trả lời ra sao thỉnh thoảng nói dối một lần có thể lừa trên gạt dưới về lâu dài không phải cách hay tầng mặt lãnh suy nghĩ trong nháy mắt mỗi thứ tư hàng tuần gọi một cuộc điện thoại anh hỏi em có ý kiến gì không? Giảng hàng, tôi không có ý kiến. Vấn đề tiếp theo là do ai gọi cho ai trước. Tần mặt lãnh sẽ không mất phong độ trên loại chuyện như thế này. Anh chủ động tỏ thái độ. Đến lúc đó tôi gọi cho em. Thời gian cụ thể em quyết định. Giảng hàng phát hiện, anh có chút không giống trong tưởng tượng của cô. 10 giờ 30 phút tối thứ tư. Bắt đầu từ tuần sau, tần mặt lãnh, được. Hai người cực kỳ giống đối tác làm ăn. Trong thời gian ngắn nhất, đạt được thỏa thuận hợp tác ngầm hiểu nhất. Cô tiện tay đổi chú thích vi chat của tầng mặt lãnh. Tần mặt lãnh không nói gì thêm, trò chuyện đến đây kết thúc. Giảng hàng lấy giấy kết hôn trong túi sách ra nhìn. Bất kể đoạn hôn nhân này có tình cảm đặt ở bên trong hay không, hôm nay đối với cô mà nói ý nghĩa rốt cuộc cũng khác. Cô kết thúc cuộc sống độc thân, bước vào giai đoạn khác của đời người, lạ lẫm, mới mẻ lại kích thích, còn rất nhiều châm chọc đang đợi cô. Cô buông giấy kết hôn xuống, đặt trên mạng một bó hoa tươi, đơn giản là thay bản thân chúc mừng bên tầng mặt lãnh vừa nói chuyện xong với giảng hàng mẹ anh đã gọi điện tới bởi anh ở trong nhóm giảng hàng bà nội nhìn ra anh và giảng hàng không ở bên nhau thế nên bận tâm lo lắng để mẹ gọi điện cho anh thẩm tịnh vân đi thẳng vào vấn đề nghe bà nội con nói biệt thự đã bố trí gần như hoàn thiện tầng mặt lãnh trả lời mẹ vâng con biết biết nhưng không đi xem Thái độ đối với hôn nhân của Tần Mặt Lãnh sau khi trưởng thành, giống y hệt thái độ với học hành của anh hồi nhỏ, vô cùng khiến Thẩm Tịnh Vân đau đầu, về sau bà dứt khoát nhìn thoáng đi không quản, tùy theo anh, anh muốn làm gì thì làm. Sau khi bà không quản Tần Mặt Lãnh, ông cụ bà cụ nhà họ Tần không làm được chuyện không quan tâm con cháu, thế là thu xếp xem mắt cho Tần Mặt Lãnh, giới thiệu cho anh tuy không tới 10 người, thì ít nhất cũng phải có 7-8 đối tượng xem mắt, anh lần nào cũng cho leo cây buổi xem mắt tốt đẹp toàn bị anh làm cho thất bại duy nhất lần anh xem mắt với giảng hàng anh đồng ý đi gặp mặt kết quả giảng hàng cho anh leo cây bị ốm nằm viện không đi được tần tỉnh nói võ quyết giày có móng tay nhọn ở ác gặp ác mặc dù từ không truyền đạt ý nhưng đúng là có chút ý tứ như thế thái độ của thẩm tịnh vân đối với hôn nhân của con trai dùng lời nói của người khác trong nhà họ tần triệt để là vò đã mẻ còn sức nhưng bà không cho rằng bản thân làm như thế là không trách nhiệm chính tần mặt lãnh còn không muốn đi coi phòng cưới của mình, bà lo lắng gì chứ, lại không phải phòng cưới của bà. Hồi con trai còn nhỏ, bà cho con tất cả tình yêu và sự đồng hành, như đó là đủ rồi. Bà nghĩ, sau khi con trai trưởng thành nhất định không thích có người mẹ suốt ngày càm ràm, bản thân bà còn có rất nhiều triển lãm chưa xem, còn có rất nhiều phim đang đợi bà cày, bà làm gì có thời gian mà quản tần mặt lãnh, lại nói, có những chuyện không phải dựa vào trong nhà quản là có thể quản được nhưng bà cụ muốn bà gọi điện cho tầng mặt lãnh bảo nên đi xem một chút phòng cưới bà đương nhiên phải nể mặt bà cụ rảnh rỗi thì cùng giãn hàng tới biệt thự nhìn một lát thiếu gì hay là có chỗ nào bố trí mà hai đứa không thích đến lúc đó nói cho mẹ đương nhiên đây là lời khách sáo cho dù thiếu cái gì nói cho bà cũng vô dụng bà ngay cả biệt thự ở chỗ nào cũng không biết biệt thự là quà cưới mà ông nội và bà nội tầng mặt lãnh tặng cho cháu trai và cháu dâu bà chưa từng qua đó lần nào, tần mặt lãnh. Vâng, mẹ, con biết rồi. Con trai nhanh thế đã đồng ý, ngược lại khiến thẩm tịnh vân không biết nói thêm điều gì, vừa may giúp bà đỡ phải thao thao bất tuyệt, anh lần nào cũng như vậy, bằng mặt không bằng lòng, thẩm tịnh vân không muốn lãng phí thêm lời nói. Đối xử với giảng hàng tốt thêm một chút, sống hòa thuận với nhau. Quyết đoán ngắt cuộc thoại, sáng ngày thứ hai, giảng hàng bị tiếng chuông báo thức đánh thức bó hoa tươi tối qua cô đặt được cắm hết vào trong lọ, ngủ hơi muộn. Ngày thường cô không cần đánh thức bởi tiếng chuông, đúng 6 giờ 30 phút là tỉnh, lúc ra khỏi cửa, cô đeo nhẫn lên. Lâm Kiêu là người đầu tiên phát hiện giảng hàng đeo nhẫn kim cương, hôm qua bởi vì mời đồng nghiệp uống trà chiều, chục dạ vội vàng giải thích, không chú ý tới trên tay giảng hàng có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Lâm Kiêu sợ mình hiểu sai, tìm tần tỉnh xác nhận, cậu ta chơi từ bé đến lớn với tần tỉnh, bọn họ trong mắt người khác, đều là phá gia chi tử vô công rồi nghề. Hỏi mày một câu, anh mày thật sự kết hôn với giảng hàng à? Tần tỉnh, từ về sau còn ai khu môi múa mép, mày nhớ phải bảo vệ chị dâu tao đó. Lâm kêu, còn cần mày nói, mặc dù tao không thích nữ ma đầu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cho dù chị ấy không phải chị dâu của mày, tao nên bảo vệ thì vẫn phải bảo vệ, ai bảo tam quan của tao ngay thẳng cơ chứ. Tần tỉnh bị làm cho mắt ói, cút đê lâm kiêu huyết sáo nhanh chóng trước khi vào làm sam trong nhóm hôm nay tâm tình sếp mình không tồi tìm chị ấy ký tên phê chuẩn thì nhanh chóng đi sao cậu biết đeo những kim cương đã đăng ký kết hôn với tần mặc lãnh đặt vào là cô cô không vui mừng sáng sớm trong nhóm đã bắt đầu sôi nổi hẳn lên ban sáng giảng hàng nhận được cuộc gọi của cao vực ông gọi đến giải thích vì sao bà cao hoài nghi cô là tiểu tam buổi tối ngày thứ ba khi tôi nhắc tới ly hôn với bà xã đúng lúc có buổi tiệc xã giao với doãn lâm các cô bà xã bởi vì tôi muốn ly hôn suốt ngày theo dõi tôi trùng hợp là ông gặp được giảng hàng và mấy người khác của doãn lâm trước cửa nhà hàng một hàng người nói chuyện cùng đi vào nhà hàng bà xã chụp được hình tôi và cô không biết từ đâu nghe ngóng được tên của cô lại nghe nói vài chuyện của của cô do vậy cho dù thế nào rất xin lỗi bà xã tôi bây giờ bình tĩnh lại biết được cô và Tần Mặt Lãnh là vợ chồng, đã biết bản thân hiểu lầm. Giọng nói giảng hàng bình tĩnh, chỉ dựa vào một bức ảnh tôi và Cao Tổng vào nhà hàng, cho rằng tôi là người thứ ba. Ở đó còn có thư ký của tôi, còn có người khác trong đoàn đội. Cao Vực không biết làm sao, bà xã không thể nào chấp nhận ông muốn ly hôn, chịu kích thích lớn, cắn chặt bảo ông ngoại tình. Lúc đó trong mắt bà xã ông làm gì còn nhìn thấy những người khác của tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm, chỉ nhìn thấy ông và giảng hàng cùng chung khung hình ông không ngoại tình không làm bất kỳ việc nào có lỗi với gia đình chỉ là chịu đựng đủ oán giận của bà xã chịu đựng đủ hôn nhân thở không ra hơi nhưng bà xã căn bản không tin ông không ngoại tình bây giờ cũng không tin bà xã chỉ thừa nhận bản thân trách sai giảng hàng giảng tổng cô định khởi kiện phải tôi không đồng ý hòa giải chuyện như ngoại tình bắt buộc phải làm cho rõ ràng lần này cứ mơ hồ bỏ qua Ai biết đâu được ngày nào đó bà xã Cao tổng lại nổi cơn. Cao Vực là một người cực kỳ tỉnh táo, ông Tán Thành Phương thức xử lý như vậy, đồng thời bày tỏ: "Hạng mục đó của tập đoàn Vạn Duyệt, tôi sẽ tiếp tục theo sát, sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng nào." Tập đoàn Vạn Duyệt dự định thu mua một doanh nghiệp ở thành phố Tô Châu, Cao Vực có mối quan hệ tốt với tầng quản lý cấp cao của tập đoàn Vạn Duyệt, tin tức nhận được luôn nhanh nhất, giảng hàng có kinh nghiệm mua bán và sáp nhập quy mô lớn cô đã từng dẫn dắt đoàn đội hoàn thành vài dự án mua bán và sáp nhập xuyên quốc gia phức tạp, hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt, giảng hàng nhất định phải đạt được, nắm được hạng mục lớn, đối mốc quan hệ chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo sau đây mới là dốc hết thực lực, dốc hết thực lực của cá nhân cô và còn cả đoàn đội, đối thủ cạnh tranh lần này đều rất mạnh, đều đang tìm mối quan hệ, muốn nắm được hạng mục này. Nếu như cô thuận lợi nắm được hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt, đi theo với đó, Cô phải thay Cao Vực hoàn thành một số nghiệp vụ của ngân hàng ông, giữa cô và Cao Vực là hợp tác lợi ích thuần túy, do vậy khi trước sếp bàn nhắc nhở cô, đừng phá hỏng mối quan hệ với Cao Vực, phải giải quyết ổn thỏa chuyện bà Cao, để nhân mạch của Cao Vực tiếp tục được sử dụng cho cô. Sau khi tan làm, giảng hàng nói chuyện 20 phút với luật sư đại diện qua điện thoại, chuyện bà Cao, cô muốn đi theo trình tự pháp luật, phí đại diện có cao cũng không vấn đề, cô nhất định phải thắng trận kiện cáo này hội đồng quản trị không truy vấn nữa, nhưng cô muốn cho bản thân một lời giải thích. Buổi tối trở về nhà ăn cơm, giảng hàng nói chuyện xong với luật sư bèn tan ca quay về. Vốn là mẹ muốn làm chúc mừng đăng ký kết hôn cho cô và Tần Mặt Lãnh. Cho dù Tần Mặt Lãnh không tới, mẹ vẫn làm một bàn thức ăn thịnh soạn như ban đầu. Giảng hàng thích ăn nhất là món cá hấp mà mẹ làm. Một mình cô có thể ăn hết cả một con. Giảng trọng quân đẩy đĩa cá đến trước mặt con gái, gần như là đặt sát vào bát của giảng hàng trong tủ lạnh còn có một con, tối mai nếu con không tăng ca, để mẹ con hấp nốt, Trần Ngọc chen lời. Tối mai con nó làm gì rảnh? Anh quên mai là ngày lễ gì à? Giảng trọng quân nhớ ra, giải thích. Anh chỉ thuận miệng nói, quên mất ngày mai là lễ tình nhân. Ngày mai là ngày 14 tháng 2, ngày lễ đầu tiên sau khi cô và Tần Mặt Lãnh đăng ký kết hôn. Nhưng ngày mai không phải thứ tư mà cô và Tần Mặt Lãnh đã hẹn trước để gọi điện thoại. Cô và anh sẽ không gặp mặt, cũng không đón lễ, cứ cho là ngày mai có thời gian, cô cũng không thể quay về nhà ăn cá, không thì mẹ lại phải lo lắng cô và tầng mặt lãnh có phải cãi nhau hay không. Giảng hàng quyết định tối mai tăng ca ở trong căn hộ của mình. Chương 4 Ngày hôm sau là lễ tình nhân, giảng hàng dậy sớm hơn so với bình thường nửa tiếng, cô muốn đi đến cửa tiệm của ông bà nội, tặng cho bà nội một bó hoa. Ông nội ngày trước là bếp trưởng trong khách sạn, dần dần thăng chức lên tổng bếp trưởng, làm đến khi về hưu sau khi về hưu ở nhà nghỉ ngơi nửa năm sau đấy quả thật là chịu không nổi nhàn hạ muốn tìm ít chuyện để làm mở nhà hàng mệt người thế là thuê một cửa tiệm bán đồ ăn vặt giảng hàng đi làm kiếm được tiền mua lại cửa tiệm đó ông bà vẫn luôn làm đến bây giờ bà nội làm bánh kết mỏng ông nội trộn mì lạnh một gian tiệm nhỏ hai ông bà mỗi người đứng một bên mùi vị mì lạnh mà ông nội nêm rất tuyệt giảng hàng lo ông nội mệt cũng có nhân tố chiến lược marketing bỏ đói bên trong cô để ông nội mỗi ngày cố định số suất mì lạnh, bán hết thì kết thúc công việc, việc buôn bán có tốt hơn cũng không chuẩn bị thêm, mì lạnh trong tiệm của ông nội trước giờ không đủ để bán, muốn ăn mì lạnh chỉ có thể sớm đi mua, ban tối tan làm nhất định là không còn, những năm mở tiệm, ông và bà trước giờ chưa từng cãi nhau, ngày tháng trải qua vừa đơn giản lại phong phú, tiệm bánh kết mỏng nằm trên con đường dân cư khó đậu xe, Giảng hàng mỗi lần đều phải dừng xe ở một bãi đổ xe đầu đường, đi bộ đến cửa tiệm. 6 giờ 30 phút sáng, hai bên đường sớm đã nhộn nhịp, giảng hàng ôm theo một bó hoa lớn, vô cùng nổi bật. Mỗi một ngày lễ, cô đều sẽ tặng bà nội một bó hoa, khoảnh khắc bà nội trông thấy hoa, niềm vui trong lòng không thể che giấu. Trừ phi dị ứng với phấn hoa, không thì nào có người phụ nữ không yêu thích hoa tươi. Cô cũng yêu thích hoa, còn yêu thích cả kim cương. Trước cửa tiệm có năm sáu người trẻ tuổi đang xếp hàng đợi bánh kết mỏng, giảng hàng tự giác xếp hàng, đôi khi thò đầu nhìn bà nội ông bà đang bận việc không phát hiện ra cô khi phía trước chỉ còn một người giảng hàng nâng cao hoa che mặt ông bà đang chuyên tâm công việc trong tay vẫn không chú ý người là cô đợi người phía trước nhận được bánh kết mỏng của bản thân từ phía bên phải rời khỏi giảng hàng mới đặt hoa tươi xuống bà nội trước là ngạc nhiên sau đó phản ứng lại là vui mừng tràn khắp khuôn mặt cháu sao lại tới đây đi làm có kịp không thời gian còn sớm kịp bà ơi Giản Hàng lắc nhẹ bó hoa trong tay, lễ tình nhân vui vẻ ạ. À. Bà nội biết cháu gái hôm nay nhất định sẽ tặng hoa cho bà, chỉ là không ngờ tới sáng sớm như vậy, cháu gái tự ôm hoa qua đây, những năm trước đều là cửa hàng hoa đưa tới. Ông nội đang ở bên trong tiệm chuẩn bị rau xà lách, nghe thấy giọng nói của cháu gái, rảo bước nhanh đi ra, "Ông nội." Giản Hàng gọi ông một cách ngọt ngào, phía sau cô lại có bốn năm người đến xếp hàng, thời gian ban sáng quá quý giá, cô không trì hoãn nói với bà nội. Hôm nay thêm hai quả trứng nhé bà. Ông nội từ trong tay cô nhận lấy hoa hồng, bà nội đang bận làm bánh kết mỏng cho cô, tối nay còn tăng ca không? Ông nội quan tâm hỏi, không đợi giảng hàng đáp lời, bà nội đã nói. Nhất định không tăng ca, dù bận ra sao thì tối nay, cháu nó phải đón lễ với mặt lãnh chứ. Hình như là muốn chứng tỏ mình không nói sai, bà nội khi tráng bánh ngẩng đầu lên. Tiểu hàng, phải không? Giảng hàng cười nhẹ, đối phó cho qua, bánh kẹp nóng hổi chỉ mấy phút là làm xong, ông nội lấy một hộp sữa bò nóng cho cô, sữa bò đặt trong nồi điện giữ ấm, phía trên có một tầng nước, ông nội cẩn thận dùng thăng lau sạch nước đi, cháu đó, trời lạnh cũng không đeo gan tay giữ ấm. Nói xong, nhét một hộp sữa bò nóng vào trong tay cô, trong tiệm và ngoài tiệm được ngăn cách bởi một kệ bếp bằng gỗ, cơ thể ông nội nghiêng về phía trước duỗi dài cánh tay lại thắt chặt thêm một chút khăn quàng cổ cho cô vốn rất muốn cháu gái ở lại thêm hai phút lại sợ khiến cháu đi làm muộn thúc giục cháu gió lớn lên xe ăn trong tiệm bây giờ là thời gian bận rộn nhất giảng hàng vẫy tay với ông bà nội đi ngược mấy bước rồi mới quay người rời khỏi cô cúi đầu nhìn nút thắt khăn quàng cổ mà ông nội thắt cười bất lực khăn quàng cổ chỉ là đồ trang sức không phải dùng để giữ ấm đợi đi xa cô cởi bỏ nút thắt khăn quay trở về trên xe, giảng hàng mở điện thoại đăng nhập Hồng Thư, vừa ăn bữa sáng vừa xem mail, chiếc bánh kết mỏng thêm hai trứng, nói không chừng sẽ trở thành bữa ăn lễ tình nhân của cô năm nay. Sau bữa trưa, Tần Mặc Lãnh đang muốn đi ngủ, thì Tần Tỉnh ôm theo một hộp quà to tới tìm anh, Tần Mặc Lãnh cài lại hai cúc áo sơ mi vừa cởi, trong hộp là gì đấy? Em cũng không biết. Tần Tỉnh hướng tới bàn làm việc đặt hộp quà lên, món quà lễ tình nhân bà nội thay anh chuẩn bị sợ anh bận, không rảnh mua quà cho chị dâu. Cậu vỗ hộp quà. Đồ đặt cho anh ở đây, sau khi tặng cho chị dâu, anh nói cho em một tiếng. Cậu còn phải thưa lại với bà nội, tần mặt lãnh nhìn chầm chầm tần tỉnh. Bà nội cho em bao nhiêu tiền? Tần tỉnh nói dối cũng không thèm chớp mắt một cái. Anh cho rằng bao nhiêu tiền có thể mua em làm chân chạy vặt. Anh là anh em, em mới vui vẻ chạy cho, đổi thành người khác anh cứ thử xem, cho em chiếc xe hơi em cũng không thể nào làm ra loại chuyện mất tình anh em như này. Cậu kéo chiếc ghế trước bàn ra, đặt mông xuống, tầng mặt lãnh trong cậu không có ý muốn đi. Còn có chuyện? Không có chuyện. Tần tỉnh lôi điện thoại ra, anh cứ bận, không cần quản em. Tần tỉnh đặt ngang màn hình điện thoại, nghĩ cũng không cần nghĩ, nó đây là đang muốn chơi game, tần mặt lãnh đuổi người không có chuyện thì quay về anh muốn ngủ trưa anh ngủ thì cứ ngủ em không làm ồn đến anh tần tỉnh từ trong túi áo mò lấy tai nghe nhét lên quay về thì không kịp ô liu nhỏ chỉ có thời gian hơn nửa tiếng ban trưa rảnh để online cậu và lâm Kiêu mỗi ngày đều tha thiết mong chờ ô liu nhỏ online sao có thể bỏ lỡ thời gian game quý giá chứ ô liu nhỏ là đội trưởng chiến đội bọn họ tính cách khác một trời một vực với tên gọi trong game cái tên ô liu nhỏ nghe thì rất đáng yêu thực ra người đó rất xa cách kiệm lời trước giờ chưa từng mở mít trong game một khi vào map bình tĩnh quyết đoán kỹ thuật lại cao là thần tượng của cậu và lâm kiêu anh anh đi ngủ trưa yên tâm em không phát ra tiếng tần mặc lãnh liếc nhìn hộp quà trên góc bàn đi vào trong phòng nghỉ không biết tần tỉnh rời đi lúc nào sau khi anh ngủ trưa thức dậy tần tỉnh đã không còn ở trong phòng làm việc hộp quà quá mức bắt mắt muốn co nhẹ cũng không được. Tần mặt lãnh lại nhìn hộp quà, bà nội hiểu anh, biết anh không thể mua quà lễ tình nhân cho giảng hàng, do vậy làm thay anh. Nếu như không phải phần quà này, anh không có dự định chúc mừng lễ tình nhân, với mối quan hệ trước mắt của anh và giảng hàng, còn chưa đến mức đón lễ tình nhân. Một ngày bận rộn qua đi, sắp đến giờ tan làm, tần mặt lãnh gửi tin nhắn cho giảng hàng. Tối nay có bận không? Giảng hàng, không tính là bận, tần mặt lãnh biệt thự bố trí xong rồi, em tối nay tan làm qua xem chút. Không cần vội, lúc nào em bận xong thì qua lúc đó, anh chốc nữa cũng qua chỗ biệt thự, tiện đưa quà cho cô, giảng hàng, được, rảnh sẽ qua. Cô tưởng tần mặt lãnh hỏi cô tối nay bận hay không, là tìm cô ăn bữa cơm, kết quả là bảo cô đi xem phòng cưới, nhìn khung chắc mấy giây, giảng hàng buông điện thoại ra, cô không đi biệt thự, sau khi tan làm về thẳng nơi ở của mình, công việc hôm nay không tính là nhiều hơn một tiếng đã làm xong. Giảng hàng đăng nhập game, tối nay lễ tình nhân, trong danh sách bạn bè, hơn một nửa số người đang offline, cô không chơi game, rút được một skill xe, coi như món quà lễ tình nhân tặng cho chính mình. Lúc nào qua đây, tin nhắn của tầng mặt lãnh nhảy ra, giảng hàng thoát khỏi game, trả lời anh. Tần mặt lãnh bây giờ đang ở biệt thự, từ 7 giờ đợi gần đến 9 giờ, còn chưa thấy cô. Cô trả lời một dấu chấm hỏi tức là thế nào? giảng hàng phản ứng lại anh tưởng cô tối nay sẽ đến biệt thự xin lỗi hôm nay quá muộn tôi không qua nữa đợi ngày nào đó nghĩ tôi lại qua xem anh đang ở biệt thự cô lại hỏi tầng mặt lãnh vừa từ biệt thự ra anh mở cửa xe ngồi lên ghế lái biết nhìn hộp quà trên ghế phụ khởi động động cơ giảng hàng không nghĩ nhiều tưởng anh đến biệt thự là đi qua vào nhìn sửa sang một lát với sự hiểu biết vốn có của cô Tần mặt lãnh không thể nào có kiên nhẫn đợi chờ ai vài tiếng đồng hồ mà cô càng không có vinh hạnh khiến anh chờ đợi cô thuận tay xem vòng bạn bè khắp màn hình đều là ngược cẩu độc thân người đã kết hôn như cô chả khác gì độc thân mẹ hôm nay cũng ở bên ngoài dùng bữa còn đăng hoa mà cha tặng giảng hàng lai like một cái bữa tối chưa ăn cô đi phòng bếp tìm trái cây chỉ còn một quả táo thức ăn nhanh bên trong tủ lạnh cũng sắp nhìn thấy đấy cô mặc áo xuống lầu mua đồ trời lạnh hơn nữa cũng không che được không khí nhộn nhịp trên đường lớn tối nay. Đối diện tòa chung cư có cửa hàng tiện lợi và cửa hàng trái cây, giảng hàng mua vài loại trái cây, lại đi siêu thị bên cạnh mua một túi lớn, hai tay xách theo túi đồ quay trở về. Một cặp đôi trẻ đi qua trước mặt cô, trong tay cô gái ôm theo một bó hoa, chàng trai bên cạnh, đẹp trai sáng sủa, nắm tay bạn gái, còn giúp bạn gái sách túi, vô cùng ân cần. Giảng hàng nhìn mặt chàng trai thấy quen, đột nhiên nhớ ra, cậu là con trai của Cao Vực. Mấy tháng trước cô tới phòng làm việc bên Cao Vực, gặp được một lần. Lúc đó cô còn nghe Cao Vực cảm thán một câu, nói rằng con trai như ngày hôm nay là công lao của bà xã nhà ông. Nhưng cho dù như vậy, vẫn không ngăn cản được ông muốn ly hôn. Cặp đôi trẻ đi qua, giảng hàng thu lại ánh mắt. Ánh mắt đó của cô, thời gian nhìn hơi lâu một chút, người ở trong xe cũng chú ý đến. Tần mặt lãnh đẩy cửa xe xuống, giảng hàng lúc này cách xe hơi hơn 3 mét, anh đột nhiên xuất hiện cô không dám tin. giảng hàng quét mắt về phía xe hơi, chắc là xe mới, chưa thấy anh lái bao giờ, anh sao tới đây? Tần mặt lãnh đi đến bên cạnh ghế phụ, bà nội mua quà cho em, tôi mang tới đây. Quà không phải do anh chuẩn bị, anh lười phải nói dối, anh vốn không muốn qua tặng quà, trong ngày lễ tình nhận chủ động tới cửa tặng quà, ít nhiều cũng thể hiện việc đang lấy lòng cô, không biết vì sao, xe cuối cùng lại rẽ đến chỗ của cô. Ban nãy trong cô nhìn chăm chú vào hoa của người khác, còn nhìn lâu như thế. Anh là đàn ông, đón lễ hay không không vấn đề, cô rốt cuộc là phụ nữ, để ý những thứ mang hình thức như này. Tần mặt lãnh mở cửa xe, không đi lấy quà trên ghế phụ, mà cúi người, nhận lấy túi đồ trong tay cô, giảng hàng. Cảm ơn, không nặng, tôi tự sách được. Tần mặt lãnh kiên trì sách qua, hai túi đồ ghép lại sách bằng một tay. Giảng hàng ra ngoài mua đồ đi giày bệt, đứng thẳng cũng chỉ đến cầm tầng mặt lãnh, anh lúc không nói chuyện sẽ gây ra một loại áp bức vô cùng mạnh mẽ cho cô. Người ở tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm đều nói cô có tư thái mạnh mẽ lại hùng hổ dọa người, đứng bên cạnh tầng mặt lãnh, cô cảm thấy gặp đúng đối thủ, tầng mặt lãnh đặt tay lên trên cửa xe, ý bảo cô lấy quà, hộp quà khá lớn, hai tay giảng hàng ôm trong lòng, với kinh nghiệm mở hộp của cô, chắc là chiếc túi, tầng mặt lãnh khóa xe, hai người đi về hướng tòa chung cư nói gì cũng không thích hợp, luôn im lặng đến thang máy, giảng hàng quẹt thẻ, tầng mặt lãnh ấn số tầng, trước khi đăng ký kết hôn anh từng đưa cô trở về nhà, biết được cô ở tầng nào, đồ nội thất trong nhà tôi xem rồi, khá được. Hơi ngừng, tầng mặt lãnh lại nói, em lại qua đó xem, nội thất nào không thích có thể đổi. Nếu anh xem rồi, tôi không cần phải xem nữa. Giảng hàng tin tưởng ánh mắt của tầng mặt lãnh, Cách ăn mặc của anh rất hợp với thẩm mỹ của cô. Tần mặt lãnh nghiêng mặt nhìn cô, anh giải thích rằng không cùng cô trải qua lễ tình nhân, cô có ưu tư, mới không muốn đến biệt thự xem nội thất, đến cửa nhà, giảng hàng mở cửa, cô giả bộ khách sáo nói. Hay là vào nhà ngồi một lát. Vợ chồng đăng ký kết hôn rồi, lại lẫm giống như bọn họ thế này, e là rất khó kiếm. Tần mặt lãnh không có ý định đi vào, đặt hai túi đồ vào trong cửa. Cho dù thế nào lễ tình nhân không chuẩn bị quà cho cô, là việc anh làm không thỏa đáng. Ngày đó thương lượng thứ tư gọi điện thoại, không thương lượng sau này đến ngày lễ phải làm thế nào. Giảng hàng đứng trong cửa, nhìn anh. Anh muốn làm thế nào? Tần mặt lãnh nhìn vào mắt cô. Tôi cũng không có người khác cần ở bên, về sau em muốn trải qua ngày lễ, tôi đón cùng em. Giảng hàng không biết là bản thân nghĩ nhiều hay không, cứ cảm thấy câu nói đó của anh còn có một tầng ý nghĩa là đang giải thích anh không có người phụ nữ khác khiến cô đừng hiểu lầm anh tối nay ở bên cạnh người phụ nữ khác cô lạnh nhạt nói tôi sao cũng được không nói mình muốn đón lễ cũng không nói hết ý ra tầng mặt lãnh thế cứ định như vậy về sau đón lễ bình thường hôm nay không đón lễ tình nhân cùng cô bây giờ chuẩn bị quà cũng không kịp trong tay tầng mặt lãnh chỉ có chìa khóa xe ô tô thể thao đây là xe mới hôm nay anh mới đi lần đầu anh đặt chìa khóa lên trên hộp quà trong lòng cô, giảng hàng nhất thời không hiểu ý của anh là gì, xe tặng em, bù quà cho em. Tôi về đây, em ngủ sớm một chút. Tầng mặt lãnh đóng cửa rời khỏi, chương 5. Tầng mặt lãnh không có xe về nhà, anh đã cho tài xế nghỉ ngơi, để tài xế lại tới đón anh, ít nhất cũng cần đợi 30 phút, anh bước đến thang máy lại quay trở lại, giảng hàng. Anh cốt nhẹ vài tiếng gõ cửa. Giảng hàng đang bóc quà bà nội anh tặng, không ngờ Tần Mặc lãnh đi rồi lại trở lại, cô vớ lấy chiếc chìa khóa xe thể thao ở trên bàn trà nhỏ, ban nãy không kịp trả lại anh. Chiếc xe phiên bản cúp chắc là thứ yêu thích trong lòng của anh, cô không thể đoạt thứ yêu thích của người ta được. Giảng hàng mở cửa. Còn có chuyện. Tần Mặc lãnh không vòng vo với cô. Xe của em cho tôi mượn dùng một đêm. Anh cố ý nhấn mạnh. Không phải chiếc tôi tặng em trong tay giảng hàng đang cầm chìa khóa xe, đưa thẳng cho anh. Chiếc xe này quá mức nổi bật, tôi đi không thích hợp. Không có gì là không thích hợp. Tần mặt lãnh nhìn cùng không nhìn chìa khóa xe thể thao, quà đã tặng đi, anh không thể nào lại lấy về. Xe của em nếu như không tiện cho mượn, tôi gọi xe trở về. Giảng hàng hơi hiểu chút tính tình của anh, anh kiên quyết như vậy, cô không một mực từ chối nữa, nhận chiếc xe, anh đợi một lát. Cô trở về phòng lấy chìa khóa xe của mình, Tần Mặc Lãnh không đi vào, đứng ngoài cửa đợi cô. Lần trước đưa cô trở về là đêm gặp mặt xem mắt, anh dừng chân trước cửa chính, không trông thấy bên trong nhà cô như thế nào, bây giờ cửa mở rộng, anh nhìn thêm vài cái, căn nhà của giảng hàng không lớn, gần 100 mét vuông, tầng mặt lãnh trong nháy mắt là có thể nhìn thấy hết bố cục tổng thể, phong cách thiết kế bằng gỗ tối giản, màu sắc phối hợp rất thư thái. Đồ vật trong nhà không nhiều, được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, tô điểm bằng hoa tươi và những chậu cây nhỏ, cả căn nhà vô cùng có tính thưởng thức. Phong cách thiết kế như vậy là điều mà Tần Mặc Lãnh không hề nghĩ tới, hầu như không ăn khớp với tính cách của cô. Giản Hàng cầm theo chìa khóa của mình đi tới. Tăng tốc không nhanh bằng xe anh. Tần Mặc Lãnh nói. Không quan trọng. Lần này, Giản Hàng không vội đóng cửa, muốn đợi tiếng bước chân của anh cách xa một chút. Đây là phép lịch sự tiếp khách cơ bản, cô ở trong lòng giải thích cho mình nghe, bỗng nhiên tiếng bước chân đi trên đường dừng lại, giảng hàng không biết anh vì sao lại dừng, tần mặt lãnh không nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu, không thấy cô, chỗ cửa nhà có bóng cô đang chiếu nghiêng trên mặt đất, đóng cửa cẩn thận. Giảng hàng đáp lại một tiếng, lại nói, anh chạy xe chậm thôi. Cô đóng cửa, khóa trái lại, tần mặt lãnh xác nhận cô khóa cửa cẩn thận xong, mới cất bước đi về phía thang máy, xe của giảng hàng màu trắng, màu sắc và kiểu dáng xe đều phù hợp với cô, chỉ là tầng mặt lãnh khi ngồi vào trong, không gian bỗng chốc trở nên chật hẹp, ngồi thẳng người, đầu gần như sẽ chạm vào nóc xe, anh điều chỉnh ghế ngồi về phía sau, miễn cưỡng đặt chân ra, bên trong xe của giảng hàng giống trong nhà cô, sạch sẽ khoan khoái, không có đồ vật gì thừa. Nước hoa bên trong khoang xe thanh mát, không khác lắm mùi hương bên trong xe anh từ nhà cô tới nơi anh ở không tính là xa, lái xe mất 20 phút, khu vực chỗ chung cư giảng hàng, xứng được với hai từ tuyệt đẹp, là ước mơ của rất nhiều người trẻ tuổi, mà lại rất khó với tới. Nhưng so với chung cư siêu sang của tầng mặt lãnh, cách xa không phải một khoảng cực nhỏ, nơi ở của tầng mặt lãnh lớn bằng 5-6 căn nhà của giảng hàng, lớn đến mức ngay cả tầng tỉnh cũng thường xuyên đi nhầm phòng, nửa ngày cũng không đi ra được. Tần tỉnh từng ở nhờ mấy lần, bởi đi đường quá mệt, về sau không đến ở nữa. Do đó, lúc đầu giảng hàng biết đối tượng xem mắt là tầng mặt lãnh, thực sự không có ý định qua lại với anh. Cô vất vả dốc sức bao nhiêu năm như vậy, toàn bộ tài sản cũng chỉ đủ để mua hai phòng ngủ trong khu căn hộ của anh. Cô quen với việc nắm chắc mọi thứ, kể cả là bên trong thế giới game hư cấu, nhưng cô không có cách nào nắm chắc tầng mặt lãnh. Đoạn hôn nhân với tầng mặt lãnh có thể đi đến mức nào, trong lòng cô không nắm chắc. Bởi vì không nắm chắc, cô mới không thể dễ dàng trao tình cảm, nước đổ khó hốt, tình cảm cũng y chang. Nếu như tần mặt lãnh đồng ý phát triển hôn nhân, cô cũng đồng ý, nếu như tần mặt lãnh tốt với cô, cô cũng sẽ tốt với anh. Xe của cô chưa bao giờ cho mượn, tối nay đã cho tần mặt lãnh mượn. Tần mặt lãnh đến dưới tòa nhà chung cư, đưa chìa khóa xe cho bảo vệ nghiệp vụ đến bãi đậu xe. Bảo vệ nói với anh tiểu tần tiên sinh đang đợi anh, tiểu tần là tần tỉnh, cậu đang ở trong đại sảnh chơi game muộn vậy em còn không về nhà, đến chỗ anh làm gì? Tần mặt lãnh một tay đút vào túi quần, đứng trước mặt tần tỉnh, người anh cao, trắng mất ánh sáng, tần tỉnh bị che trong bóng người, anh đợi em tí. Vẽ mặt cậu sốt ruột, dây tiếp theo, cậu tự mắng hai câu, cậu bị đối thủ loại ra khỏi cuộc, cách mấy giây sau, Lâm Kiêu cũng bị bắn chết, thằng ốc chó. Cậu mắng Lâm Kiêu, mày không ốc chó thế sao lại chết trước tao? Tần mặt lãnh không có lòng kiên nhẫn nhìn tần tỉnh chơi game, quay người đến thang máy, ấy, anh, đợi em với. Tần tỉnh rời khỏi quan sát chiến đấu, chạy chậm đuổi theo tần mặt lãnh, tần mặt lãnh nhìn thẳng. Có chuyện mau nói, nói xong chỗ nào mát thì đi chỗ đó ở. Anh tưởng em muốn tới à, bà nội nhờ em đưa quà cho anh, anh đưa cho chị dâu chưa? Em phải trở về báo cáo kết quả. Lì xì của bà nội không thể lấy không, tặng rồi. Em về đi. Tần tỉnh theo tần mặt lãnh vào thang máy, em tối nay ở chỗ anh. Quay về tốn thời gian. Thời gian lái xe trên đường đủ để cậu đánh một trận game, cậu gọi Lâm Kiêu. Ô ly nhỏ đâu? Sao vẫn chưa online? Bên Lâm Kiêu không có âm thanh, tần mặt lãnh không lạ với cái tên ô ly nhỏ này. hệ tần tỉnh chơi game, chẳng có lần nào là không nhắc đến ô ly nhỏ. Không có ô ly nhỏ, tần tỉnh thường xuyên bị ăn hành vào căn hộ tần tỉnh nằm nghiêng trên sofa kết nối mít với lâm kiêu lâm ốc chó mày đâu rồi lâm kiêu gọi cái gì đến đây cậu vừa đi vệ sinh không nghe rõ tần tỉnh nói như nào mày nói lại lần nữa ô liu nhỏ đi đâu rồi muộn thế này còn không online tần tỉnh hỏi cậu mày vẫn chưa kết bạn uy chát được với cô ấy lâm kiêu cô ấy không thêm tao tao có thể làm gì? Oliu nhỏ không phải bạn ngoài đời của cậu, ID game của Oliu nhỏ cũng không phải Oliu nhỏ, là mấy chữ tiếng Anh ghép lại thành Oliu nhỏ. Một lần chơi game 4 năm trước, Oliu nhỏ là đồng đội hệ thống random xếp cho cậu, lần đó vận may cậu quá kém, không nhặt được trang bị tốt, bị đối phương bắn gục, cậu không ôm bất cứ hy vọng nào, nào có biết Oliu nhỏ một đánh bốn, bắn chết cả team đối phương, team đó còn là team có kỹ thuật ai cũng là chiến thần, vô cùng lợi hại, kết quả bị một mình ô liu nhỏ diệt sạch, đúng lúc cậu sắp bị loại, thời gian đếm ngược chỉ còn vài giây, một chiếc xe thể thao màu vàng kim kèm theo tiếng gầm dừng ở góc rẽ, ô liu nhỏ mặc bộ quần áo vừa đẹp vừa ngầu, nhảy xuống xe, trong sự yểm hộ của lựu đạn khói, kéo cậu dậy, lại vứt cho cậu một phớt ép kíp, túi cứu thương, khoảnh khắc đấy, ô liu nhỏ từ đó phong thần trong lòng cậu, ô liu nhỏ chưa từng mở mic game, chỉ đánh chữ để giao tiếp trong những người chơi có trình độ cao mà cậu tiếp xúc được ô liu nhỏ là sự tồn tại lợi hại plus cậu và tần tỉnh luôn cho rằng ô liu nhỏ là ác cao phụ của đại thần game chuyên nghiệp nào đó nhưng luôn không có cách nào chứng thực lâm kiêu nói với tần tỉnh hôm nay lễ tình nhân ô liu nhỏ chắc đón lễ với bạn trai rồi đợi thêm chút nữa tần tỉnh cô ấy có bạn trai không biết đoán đấy lâm kiêu và tần tỉnh có một loại tình cảm sùng bái với ô liu nhỏ chưa từng hỏi nhiều về vấn đề tình cảm cá nhân của ô liu nhỏ ô liu nhỏ có bạn trai hay chưa không liên quan gì đến bọn họ cậu từng nhắc đến gặp mặt ngoài đời với ô liu nhỏ muốn sau khi quen biết dẫn cô đi chơi mọi người tụ tập chung một chỗ chơi game mới vui nhưng yêu cầu gặp mặt ngoài đời bị ô liu nhỏ từ chối cách nghĩ gặp mặt ngoài đời của lâm kiêu rất đơn giản với mạng lưới quan hệ của cậu và tần tỉnh có thể mang tới rất nhiều tài nguyên và cơ hội cho ô liu nhỏ. Hai người không mưu đồ cô cái gì, không cần bất kỳ hồi báo, chỉ cần dẫn bọn họ chơi game là được. Song ô liu nhỏ không chút động lòng, thế giới thực và ảo, cô phân biệt vô cùng rõ ràng. Hệ thống nhắc nhở, ô liu nhỏ online, lâm kiêu vụt phát ngồi thẳng, ô liu nhỏ lên rồi, mau mau mau. Ô liu nhỏ rất được hoan nghênh, bạn bè của cô đông đảo, chỉ cần cô online một cái là vô số người kéo cô vào tim bắt đầu ván chơi. Hai người thường xuyên không cướp được cô để lập tim, hôm nay may mắn khá được, mời được ô liu nhỏ. Tần tỉnh và Lâm kêu lúc kết nối mic trong game không đeo tai nghe, ban nãy ô liu nhỏ online hai đứa nó kích động thành bộ dạng như quỷ, tần mặt lãnh cau mày, anh hơi ngửa đầu uống một ngụm rượu vang, bữa tối đến giờ còn chưa ăn, tần tỉnh mở mic quá ồn ào, anh chịu không nổi, Cách mắng cậu quay về phòng em mà chơi tần tỉnh hết sức chăm chú nhìn màn hình điện thoại đã bắt đầu vào trận đầu cũng không ngẩn anh anh đừng lên tiếng em không nghe thấy tiếng súng của đối phương truyền đến từ phía nào tần mặt lãnh anh cầm ly rượu đến phòng bếp buổi tối đợi giảng hàng ở biệt thự cơm còn chưa ăn trong nhà không có bảo mẫu sống cùng vì cảnh chỉ qua dọn dẹp phòng vào buổi sáng thi thoảng anh nghỉ ngơi vì cảnh mới tới nấu cơm Tần mặt lãnh đặt ly rượu xuống, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh ra, tự xuống bếp làm một phần cơm đơn giản. Trong phòng khách, tần tỉnh đang trong trận chiến kịch liệt, tiếng nói chuyện hỗn loạn đôi khi truyền đến phòng ăn. Anh không biết ô liu nhỏ là thần thánh phương nào, lại có thể khiến tần tỉnh bội phục sát đất. Phòng bếp chính cách phòng khách gần, tần mặt lãnh ghét tiếng kết nối mít ồn ào, anh bưng cơm tối và ly rượu đi đến phòng bếp nhỏ gần sân thượng, bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Tần mặt lãnh rất ít khi ăn cơm ở nhà, số lần ăn cơm ở phòng bếp nhỏ càng đếm trên đầu ngón tay ngồi ở phòng bếp nhỏ có thể thấy cảnh đêm phồn hoa nhất lóng lánh như dòng nước anh từng nhìn cảnh đêm ở khắp nơi trên thế giới nhìn nhiều nên cảnh đêm có đẹp hơn nữa ở trong mắt anh cũng trở thành bình thường không mới mẻ tầng mặt lãnh căn bản không nhìn về phía bên ngoài cửa kính cục hứng mà ăn bữa tối tối nay anh đến biệt thự là dự định đợi giảng hàng tới hai người xem xong nội thất trang trí rồi cùng đi dùng bữa sau đó không đợi được cô, hơn chín rưỡi khi anh đi mang quà cho cô, đã không còn tâm trạng dùng bữa nữa, chưa ăn tối còn có giãn hàng, nhưng cô bữa tối luôn ăn ít, không làm bữa tối, chỉ ăn chút táo với uống một hộp sữa chua, bắt đầu chơi game, trước khi ngủ tâm trạng khá tốt, không biết là bởi vì ở trong game bắn giết rất sướng tay, hay là bởi vì nhận được túi sách bà nội anh tặng. Chiếc túi này không phải vấn đề đắt hay không đắt, mà trong nước tạm thời không mua được màu sắc này. Giảng hàng hết sức không nghĩ đến chiếc xe mà tần mặt lãnh tặng cô. Sáng sớm ngày hôm sau, xe của giảng hàng bị tần mặt lãnh mượn đi, cô không thể không lái chiếc xe cúp nổi bật đó. Giảng hàng đối với tính năng của chiếc xe thể thao kiểu này cũng khá quen thuộc, khuê mật có một chiếc, khi ở nước ngoài cô từng lái mấy lần, ngồi lên xe, thắt dây an toàn. Khi cô nghiêng đầu thì thấy ví tiền đàn ông ở trên ghế ngồi phụ, tần mặt lãnh hôm qua tặng xe cho cô, quên mất ví tiền của mình còn ở trong xe. Giảng hàng chụp ảnh gửi cho anh, anh cho người đến lấy, hay là tôi đưa cho anh, tầng mặt lãnh, em giữ lại trước, ban trưa qua lấy, anh không nói cụ thể để ai đến lấy, giảng hàng tự động hiểu rằng để thư ký hoặc tài xế của anh tới, giảng hàng trả lời anh. Được, tôi cả ngày hôm nay ở trong phòng làm việc, anh cho người lên thẳng tầng 26 Doãn Lâm tìm tôi, chương 6. Người dịch, Tai Ti trong ví tiền của tầng mặt lãnh đồ có giá trị nhất là chứng minh thư của anh và một bức ảnh thẻ 3, 5 x 5, 3. Ngoài những thứ này ra còn có hơn chục thẻ ngân hàng. Đối với anh mà nói thẻ thực sự không được coi là đồ có giá trị. Những đồ vật nhỏ kiểu như ví tiền, anh hoàn toàn có thể để tài xế qua lấy. Trưa nay tôi ra ngoài một chuyến. Anh nói với trợ lý, chu tự không hỏi sếp là việc riêng hay việc công, chỉ nói. Có cần tôi chuẩn bị thứ gì không? Tần mặt lãnh, không cần, Chu tự hiểu ý, không cần anh đi theo, anh sắp xếp tài xế chuẩn bị xe, tần mặt lãnh ăn trước bữa trưa, cầm theo áo khoác rời khỏi phòng làm việc. Thang máy mới vừa xuống được một tầng, điện thoại trong tay anh đã rung, Trung Nghi Nguyệt gọi điện thoại cho anh, giúp tôi giữ thang máy. Trung Nghi Nguyệt nói, tần mặt lãnh giơ tay ấn số 16. Phòng làm việc của Trung Nhiên Nguyệt ở tầng 16, cô đi xuống dùng bữa, lúc đợi thang máy trông thấy thang máy chuyên dụng của sếp có người vừa đúng lúc cô có chuyện muốn xác minh lại với tầng mặt lãnh cửa thang máy chậm mở ra chung Nhiên nguyệt nhất bước đi vào trong khuỷu tay tầng mặt lãnh có áo khoác cô hỏi đi ra ngoài à ừ chung Nhiên nguyệt nói chuyện thẳng thắn muốn hỏi gì thì hỏi thẳng úc minh rốt cuộc là chủ động từ chức hay là bị anh tóm được thóp úc minh là chủ tịch bộ phận kinh doanh thứ tư của lạc mông Lạc mông tổng cộng có 4 bộ phận kinh doanh, Chung Nghi Nguyệt ở bộ phận thứ hai. Lạc Môn nằm trong top 20 doanh nghiệp đứng đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh toàn cầu, giá trị thị trường trăm tỷ, là doanh nghiệp hàng tiêu dùng nhanh có thực lực nhất Trung Quốc. Lạc mông là một trong những công ty thuộc gia đình họ tầng nắm giữ và kiểm soát cổ phần, bây giờ do tầng mặt lãnh phụ trách. Ban đầu tâm tư của tầng mặt lãnh tập trung toàn bộ vào doanh nghiệp năng lượng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào y tế mà anh cùng bạn bè đầu tư không có hứng thú với ngành hàng tiêu dùng nhanh truyền thống. Lạc môn ngày trước do chú ba tầng mặt lãnh nắm quyền, chú ba bởi vì nguyên nhân sức khỏe, dần dần không can dự vào chuyện của công ty, toàn bộ quyền giao cho tầng mặt lãnh. Tầng mặt lãnh hai năm nay mới dần đặt tâm tư và sinh lực vào lạc môn. Mọi người đều nói, hai chuyện tiếp nhận lạc môn và kết hôn, đều là điều mà tầng mặt lãnh không thể tránh khỏi. Trung Nghi Nguyệt nhìn chăm chú vào tầng mặt lãnh, cứ thế mà đợi anh trả lời. Tầng mặt lãnh. Đúng như những gì cô nghĩ Trung nghiên Nguyệt chậm rãi gật đầu Úc Minh thật sự bị tầng mặt lãnh nắm được thóp Bất đắc dĩ chủ động từ chức bảo toàn bản thân Úc Minh là người của một vị thành viên trong hội đồng quản trị đề bạc lên Sự ra đi của ông ta Tiếp theo đây tầng quản lý của công ty sẽ có sự thay đổi lớn Trung nghiên Nguyệt nhắc nhở Anh kiềm chế ít chút Loại trừ người không thuộc phe mình không thể nóng vội Cô chỉ nhắc đến đây tần mặt lãnh sẽ không không biết quan hệ lợi hại bên trong. Cô chuyển chủ đề. Cha tôi đang bận sắp xếp xem mắt cho tôi. Anh biết ông nói thế nào không? Ông bảo, tần mặt lãnh còn có thể đi xem mắt, tôi có gì mà không thể xem được. Tần mặt lãnh chỉ cười nhẹ, chuyện của nhà người khác, anh không tiện bình luận, cũng không có hứng thú, sắp tới thời gian nghỉ trưa, anh thuận miệng hỏi. Chạy công việc bên ngoài à? Ố, không phải. Trung Nghi Nguyệt cười. Ra bên ngoài cải thiện bữa ăn ấy mà. Đồ ăn trong nhà ăn lạc mông được coi là có lương tâm rồi, chỉ là vị nhị tiểu thư nhà họ chung này kén ăn, một tuần cô ít nhất phải có 3-4 hôm ăn ở bên ngoài. Tình hình hôm nay càng thêm đặc biệt, là ngày kỷ niệm gặp gỡ của cô và người yêu cũ. Rõ ràng đã chia tay, vậy mà ngày hôm nay lại khắc sâu trong đầu cô. Mối quan hệ giữa Trung Nghi Nguyệt và Tần Mặt Lãnh mặc dù không tồi, nhưng trước giờ chưa từng nhắc tới khoảng thời gian yêu đương trước đó của cô cho anh người lạnh lùng với tình yêu như tầng mặt lãnh sao mà lý giải được cảm giác đau khổ khi chia tay lâu như vậy vẫn chưa thoát ra của cô thế nên nói điều đó ra để làm gì thang máy dừng dưới tầng 1. chung Nhiên nguyệt vẫy tay với tầng mặt lãnh ra khỏi thang máy tầng mặt lãnh xuống thẳng tầng hầm tài xế đang đợi anh ở bên cạnh thang máy tòa nhà văn phòng mà quản lý tài sản doãn lâm tọa lạc cách lạc môn một quảng Tần Mặt Lãnh thường xuyên đi qua con đường trước cửa của Doãn Lâm, hôm nay là lần đầu tiên vào tòa nhà văn phòng này, vừa đúng giờ nghỉ trưa, quán cà phê dưới lầu người đến người đi. Tần Mặt Lãnh nhìn nam nữ trẻ tuổi từ quán cà phê đi ra, không ít người bưng cà phê trên tay, có nói có cười. Anh không thể cứ tay không đến phòng làm việc của giảng hàng được. Trong vô thức, anh quẹo vào quán cà phê. Anh không biết giảng hàng thích uống loại cà phê nào, dựa theo khẩu vị của mình mua một cốc đóng hộp mang đi cho cô tần mặt lãnh xuống xe quên cầm theo kính râm lúc này chỉ có thể thản nhiên đón nhận ánh nhìn quan sát và đánh giá của những người xung quanh ngay cả cô gái nhỏ thu ngân cũng nhìn anh thêm mấy lần tần mặt lãnh ngồi trên chỗ trống bên cạnh đợi cà phê bên cạnh có vài cô gái đang nhỏ giọng thảo luận hình dáng bàn tay của anh nhìn thấy tay của tần mặt lãnh có thể quan sát được khớp xương rõ ràng là như thế nào cà phê đã làm xong tần mặt lãnh cầm theo đi ra khỏi quán cà phê vù vù mấy cô gái ngay lập tức đứng dậy chân trước chân sau theo bước chân của anh rời khỏi mấy cô cười đùa theo phía sau anh ngắm trai đẹp là bọn họ tranh thủ thời gian lúc rảnh rỗi chỉ có một chút hứng thú hôm nay nhìn thấy có thể hai ngày sau đã không nhớ trai đẹp trông như thế nào khí chất phong độ của tầng mặt lãnh không phải trai đẹp thông thường có thể sánh thế nên bọn họ mới không lo hóng chuyện phím ở quán cà phê về phòng làm việc sớm nói đến việc chen thang máy tầng mặt lãnh chen không lại bọn họ sau khi chen vào tự giác nhường ra không gian đủ để cho anh đứng. Tần mặt lãnh nói với người đứng cạnh nút thang máy. Tầng 26, cảm ơn. Hóa ra đến quản lý tài sản Doãn Lâm, không chỉ bọn họ, ngay cả tiếp tân của quản lý tài sản Doãn Lâm khi trông thấy tầng mặt lãnh cũng ngơ ngác. Lâm Kiêu đã coi như là trai đẹp cực phẩm, Doãn Lâm không thiếu nhất là thanh niên tài giỏi đẹp trai. Cho dù ngày ngày trông thấy trai đẹp, khi tầng mặt lãnh đứng trước mặt, lễ tân vẫn không thể miễn dịch. Lễ Tân nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt hơi thất lễ, lịch sự hỏi. Xin chào, xin hỏi ngài tìm ai? Tần mặt lãnh. Giảng hàng, vừa xảy ra chuyện bà Cao, thần kinh của Lễ Tân lập tức căng lên, kiểm tra khuôn mặt chỗ cô không thông qua. Lễ Tân xác nhận nói. Ngài có hẹn không? Tần mặt lãnh. Tôi là chồng giảng hàng, trong đầu Lễ Tân nhảy ra ba chữ, ôi mẹ ơi, Tần Tổng, sao ngài không gọi điện thoại? để tôi xuống lầu đón ngài thư ký của giảng hàng trông thấy tầng mặt lãnh gần như là vừa đi vừa chạy qua đây tầng mặt lãnh hơi gật đầu nói cô cứ bận tôi tự đi là được thư ký vẫn dẫn anh đến trước cửa phòng làm việc của giảng hàng thư ký tự giác đóng cửa không đi vào làm phiền giảng hàng đang chơi game lúc nghỉ trưa cô thường xuyên đánh một trận game để thả lỏng chỉ là không ngờ người chồng plastic tự tới lấy ví tiền trong tay là game trước mắt là chồng game vẫn quan trọng hơn đôi chút. Ngồi, cô chào hỏi anh. Tần mặt lãnh đặt cà phê lên bàn làm việc của cô, theo thế ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Anh dựa về phía sau, hai chân tự nhiên vắt chéo, dựa vào lưng ghế nhìn cô. Giảng hàng đeo tai nghe, điện thoại để ngang, không ngừng di chuyển ngón tay cái. Nếu như người trước mặt là tần tỉnh, tần mặt lãnh không chút hoài nghi, tần tỉnh đang chơi game, đổi thành là giảng hàng. Anh chưa từng có một chút hoài nghi rằng cô đang chơi game, tưởng cô đang tham gia cuộc họp video, anh ở bên cạnh cô không tiện nói chuyện, thế là đổi thành đánh chữ. Tần mặt lãnh trước giờ chưa từng liên hệ giảng hàng với game vào làm một, trong mắt cô chỉ có kiếm tiền, sao có thể lãng phí thời gian trên trò chơi nhàm chán. Anh tới đây là lấy ví tiền, bây giờ cô không tiện, tần mặt lãnh không có ý định ở lại lâu. Ví tiền đâu? Giảng hàng rốt cuộc vẫn bị tần mặt lãnh làm phân tâm, không để ý một cái, bị đối phương bắn gục, ô liu nhỏ, cô làm sao thế? Trong tai nghe, truyền tới câu chất vấn không thể tưởng tượng nổi của Lâm Kiêu, giảng hàng, lãnh đạo tới, Lâm Kiêu trong chốc lát hết giận, hoàn toàn cùng chung cảm nhận. Tôi quá hiểu tâm trạng bây giờ của cô, cấp trên của tôi, chính là nữ ma đầu đó, giống y hệt lãnh đạo cô, thường xuyên như âm hồn, nói đến là đến, giết tôi trở tay không kịp, tôi nghĩ trưa cũng không nghĩ yên ổn. Cô bận đi, muộn chút nữa tôi tặng cho cô cái skill để an ủi tâm hồn non nớt bị tổn thương của cô. Giảng hàng, cô là Oli nhỏ, cũng là nữ ma đầu và âm hồn trong miệng Lâm Kiêu. Nhớ rõ luật tim, không thì lần sau không dẫn theo cậu chơi. Được được được, luật tim, không được phép bốc phốt bất kỳ chuyện gì trong thế giới thực, không được phép nhắc tới bạn bè, cấp trên và người trong gia đình. Quy định này nhìn trông như là luật tim, thực ra là định riêng cho Lâm Kiêu. 4 năm trước cô không biết lâm kiêu là ai lúc đó cô ở trụ sở chính doãn lâm lâm kiêu còn chưa tốt nghiệp đại học hai người rõ ràng khác múi giờ nhưng thường xuyên có thể ôm cùng lúc về sau lâm kiêu lại giới thiệu tầng tỉnh cho cô quen biết lúc đó cô chưa quen biết tầng mặt lãnh do đó không biết tầng tỉnh là ai ba người thường xuyên cùng nhau lập tim thành thế vững như kiền ba chân hai năm trước cô trở về nước lâm kiêu vào doãn lâm từ trong voice cô đã xác định lâm kiêu trong game chính là cấp dưới đó của cô cùng tên cùng họ còn là cùng một người cô biết cậu là lâm kiêu nhưng lâm kiêu không biết ô liu nhỏ là cô không công bằng với cậu cô không muốn nghe lâm kiêu ở sau lưng bóc phốt người cấp trên là cô đây nhỡ đâu về sau lâm kiêu biết được cô là ai ước chừng hận không thể đào cái lỗ mà chui xuống thế là đặt ra quy định không cho phép ở trong game nói chuyện ngoài đời giảng hàng thoát khỏi trò chơi tháo tai nghe xuống trấn tĩnh như thường nói với tầng mặt lãnh xin lỗi ban nãy mở họp Tần mặt lãnh không trông thấy màn hình điện thoại của cô, vô cùng tin tưởng không hoài nghi. Ví tiền của tôi, anh lại nói lần nữa. Giảng hàng từ trong túi sách lấy cho anh, lại đứng dậy rót nước cho anh, đi được vài bước lại quay đầu hỏi ý kiến anh. Uống trà hay là... Nước lọc. Tần mặt lãnh mở ví tiền nhìn, anh không hứng thú với các loại thẻ, không nhớ bên trong có bao nhiêu tấm thẻ. Nhìn vài lần bức ảnh thẻ 3, 5x5, 3, ảnh thẻ được chụp lúc anh học lớp 1 tiểu học, Hai tháng trước, mẹ anh không biết từ đâu lật tìm được bức ảnh này Anh tiện tay nhét vào trong túi tiền Lúc đó còn quá nhỏ, bây giờ so sánh, như hai người vậy Giảng hàng rót nước đến, anh gập ví tiền lại Đồ vật không thiếu chứ Cô theo thói quen hỏi Giảng hàng không mở ví tiền của anh nhìn Từ ghế phụ cầm lấy bỏ trực tiếp vào trong túi sách Không biết bên trong có gì Tần mặt lãnh hỏi ngược lại Em lấy đồ của anh à Anh cho rằng tôi sẽ lấy đồ của anh thế thì kết thúc Giản hàng đưa cốc nước cho anh Giờ mới nhận ra Anh không hài lòng với câu Đồ vật không thiếu chứ Ban nãy mà cô hỏi Cũng đúng Giản hàng ngồi về chỗ Bưng cà phê mà anh mua Mở nắp ra Mùi thơm lan tỏa Là cà phê mà cô thích uống Cô liếc nhìn tầng mặt lạnh một cái Khi anh trầm mặt Cả người đều tỏa ra hơi lạnh Ánh mắt cô từ mặt anh lướt qua Dừng trên màn hình máy tính ngón tay phối hợp gõ hai cái vào con chuột, giả bộ đang bận làm việc, anh yên lặng uống nước, cô không nói uống cà phê, giảng hàng tưởng anh nhiều nhất là uống hai ngụm cho lịch sự, ví tiền đã đưa cho anh, với tính cách của anh, sẽ không ở lại lâu. Cho đến khi cô uống hết nửa cốc cà phê, anh vẫn chưa có ý muốn rời đi, tầng mặt lãnh đột nhiên ngẩng đầu. Em khi nào tới xem biệt thự? Giảng hàng nghi ngờ anh hay quên, cô rõ ràng đã nói không đi xem nữa, chỉ đành nói lại một lần. Anh nhìn thấy thích hợp là được, tôi đối với đồ vật trong nhà thế nào cũng được. Lại nói, đồ vật trong nhà mà nhà họ Tần mua không thể nào không chú trọng, chỗ nào nên đặt gì, đương nhiên đều mời nhà thiết kế chuyên nghiệp dày công thiết kế, xác định cô không tức giận, là bình tĩnh nói chuyện với anh. Nếu như cô đã không có ý kiến, nhà mới không cần thay đổi nữa, có thể trực tiếp dọn vào ở, tầng mặt lãnh. Cuối tuần tôi chuyển tới. Giảng hàng gật đầu, bày tỏ ý đã biết. Cô không thể chủ động nói mình cuối tuần cũng chuyển tới, đợi Tần Mặc lãnh hỏi cô lúc nào chuyển. Sau đó hai phút trôi qua, anh không nói gì thêm. Chương 7 Người dịch, tai ti Giảng hàng không vội chuyển đến biệt thự ở, khi nào Tần Mặc lãnh dục cô, cô mới chuyển. Sự im lặng luôn cần có một người đánh vỡ, cô ngẩng đầu nhìn anh, còn cần nước không? Nước trong cốc của Tần Mặc lãnh đã tới đấy, vốn nên rời đi, anh lại đưa cốc cho cô. Làm phiền rồi. Anh dùng tay trái cầm cốc nước. Giảng hàng trong chốc lát đã trông thấy chiếc nhẫn trên ngón vô danh của anh. Tưởng đăng ký kết hôn xong. Anh sẽ không đeo nữa. Đặt cà phê xuống. Cô đứng dậy thêm nước cho anh. Sợ anh không uống hết một cốc. Chỉ rót nửa cốc mà thôi. Anh đang đợi cô nói ngày nào chuyển vào. Cô thì lại đang đợi anh hỏi cô. Hai người đều không vạch trần. Sau đó chủ đề nói chuyện này bị bỏ qua. Giảng hàng cảm thấy... Nếu như hai người họ quen thuộc hơn một chút thôi, đều bằng lòng buông bỏ kiêu ngạo, có lẽ sẽ không đến mức như thế này. Tần mặt lãnh nhận lấy cốc nước trong tay cô. Em không ngủ trưa à? Không ngủ, rút thời gian ra chơi game. Giảng hàng đương nhiên không nói thật với anh. Không rảnh, tần mặt lãnh giải thích rằng cô bận công việc. Anh có thói quen ngủ trưa, thói quen hình thành từ hồi còn đi học. Sét đánh cũng không động, trưa nay qua đây lấy ví tiền. Không có thời gian ngủ trưa, anh lại uống nửa cốc nước thời gian cũng kha khá, nên cáo từ thôi. Giản hàng buông cốc cà phê xuống, đi tiễn anh, tầng mặt lãnh đi đến cửa, cô theo anh đi ra ngoài, anh quay đầu. Không cần tiễn, tôi không có chuyện gì, giản hàng đóng cửa phòng làm việc, đi qua khu làm việc, nhiều ánh mắt tò mò hóng chuyện lén lút lao tới, nhìn theo đến khi bọn họ đi xa, khi đến thang máy, có mấy người của Doãn Lâm đang đứng đợi thang máy, ô ly, giản hàng gật đầu, phương án vẫn chưa xác định xong ư cũng kha khá rồi hôm nay đến hiện trường mở cuộc họp chắc không có vấn đề gì lớn bọn họ thuộc đoàn đội hạng mục khác không quá thân với giảng hàng không quen gọi cô là sếp đều chỉ gọi tên tiếng anh của cô thi thoảng khi mở cuộc họp với bên a cũng xưng hô là giảng tổng thang máy đến nơi người bên trong không nhiều tầng mặt lãnh là người cuối cùng vào thang máy còn có thể đứng thêm hai người anh giơ cánh tay dài ra ấn nút mở cửa nhìn về phía giảng hàng không tiễn anh xuống dưới Giảng hàng đối mắt với anh, từ trong đôi mắt ý vị sâu xa của anh, cô lập tức hiểu, anh muốn đóng cặp vợ chồng yêu thương nhau trước mặt đồng nghiệp của cô, khiến những lời lưu truyền không tốt về cô không phá mà vỡ. Cô rảo bước vào thang máy, đứng dựa bên cạnh anh, anh hôm nay đến phòng làm việc của cô, lại mua cà phê đem tới cho cô, ít nhiều có thể giúp cô giải vây, khiến người khác cảm thấy tình cảm vợ chồng họ không chịu ảnh hưởng của bà Cao. Đến tầng hầm, đợi người khác đi xa, giảng hàng nói lời cảm ơn với anh. Tần mặt lãnh không đáp lại, mà chỉ nói. Em lên tầng đi, anh đang kéo cửa xe, lại quay người hỏi cô. Tên tiếng Anh của em là Oli. Ừ. Tên tiếng Anh hồi học mẫu giáo của cô là Olivia, sau đó có người nói Oli nghe hay, thế là cô đổi thành Oli, đã gọi được hơn 20 năm rồi. Oli, Oli nhỏ, tầng mặt lãnh dùng tay trái đặt lên cửa xe, cô lại trông thấy chiếc nhẫn cưới đó, có chuyện đúng lúc cô muốn nói với anh lại làm chậm trễ anh thêm 2 phút. Tần mặt lãnh ra ý bảo cô nói, giảng hàng dựng thẳng chiếc nhẫn kim cương trên tay của mình cho anh xem. Tôi dự định mua một chiếc nhẫn đơn giản để đeo, chiếc kim cương này quá lớn, không tiện cho lắm. Chủ yếu là lo nhỡ đâu đánh rơi mất, chiếc nhẫn kim cương bằng giá tiền nửa căn nhà, đối với cô mà nói, quá đắt đỏ. Trước khi đổi nhẫn nói trước với anh, là không muốn anh hiểu lầm, tưởng cô không yêu thích đeo chiếc nhẫn cưới này. Tần mặt lãnh không thèm suy nghĩ. Không cần đổi, rơi mất lại mua cái khác. Giảng hàng. Tần mặt lãnh ngồi lên xe, đợi giảng hàng vào trong thang máy, xe của anh mới chạy khỏi. Nếu như anh đã nói không cần đổi, cô sẽ tiếp tục đeo chiếc nhẫn kim cương này. Quay về phòng làm việc, giảng hàng nhận được cuộc gọi của Đàm Phong. Đàm Phong là học trò của cha giảng hàng. Ban đầu anh và giảng hàng không hề quen biết, giảng hàng cũng không biết anh là ai. Chính thức quen biết là hai năm trước, khi ấy Giảng hàng vẫn còn nhậm chức tại trụ sở chính của tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm ở Manhattan, hai công ty có sự liên kết trên nghiệp vụ, anh từng giúp đỡ Giảng hàng, lúc tán gẫu anh nhắc tới cha của cô, kể từ đấy, anh và Giảng hàng hai người mới không có chuyện gì là không nói. Về sau Giảng hàng được điều về công ty chi nhánh ở Bắc Kinh của quản lý tài sản Doãn Lâm, mỗi người đều bận rộn, mấy tháng hiếm lắm mới liên hệ được một lần, đàm phong. Nghe nói em đang tranh hạng mục mua bán và sáp nhập của tập đoàn Vạn Duyệt. Giảng hàng cười. Tin tức cũng nhanh đấy. Cô và Đàm Phong cùng ngành, phần lớn thời gian đều là đối thủ cạnh tranh. Đặt vào là ngày trước, cô nói tin tức của anh nhanh nhạy, Đàm Phong sẽ nói, biết người biết ta, hôm nay anh lại chỉ cười nhẹ, không nói câu này. Giảng hàng hỏi. Bên anh cũng có dự định lấy hạng mục này. Đàm Phong lời ngay nói thật. Không trong kế hoạch của anh ít đi một đối thủ cạnh tranh mạnh có nguồn lực đối với giảng hàng mà nói là một chuyện tốt cô nhìn thời gian dưới góc phải máy tính anh ở trong nước à không gần đây bận rộn không có thời gian quay về bên anh nơi đó bây giờ là nửa đêm giảng hàng quan tâm muộn như vậy còn chưa đi nghỉ ngơi sắp rồi vừa bận xong đàm phong không nói thật anh không bận một mình ở trong nhà uống rượu vang buổi tối nói chuyện điện thoại với sếp gần 2 giờ đồng hồ, kết quả của cuộc nói chuyện hoàn toàn không như ý muốn. Anh có những bất đồng và mâu thuẫn nghiêm trọng với tầng lớp cao cấp của công ty, trước mắt có thể nói, không thể nhượng bộ. Hội đồng quản trị, tầng lớp cao cấp không thể đi, vậy thì người đi chỉ có thể là anh. Cuộc gọi điện đêm nay của sếp là muốn giữ anh ở lại, nhưng ý rời đi của anh đã quyết, gần đây bận, không rảnh để hỏi em, chuyện vợ cao tổng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Giảng Hàng chán nản. Anh cũng nghe được. Ừ. Cao tổng đề nghị ly hôn, vợ ông ta hoài nghi em chen chân. Hiểu lầm. Đàm Phong tin lời cô nói, gia giáo nhà thầy giảng ở đó, Giảng Hàng không thể nào đi làm tiểu tam, xử lý thế nào? Khởi kiện chưa? Khởi kiện rồi. Có chuyện gì cần anh giúp đỡ thì cứ nói. Không cần. Đã ủy thác hết cho luật sư rồi. Đàm Phong trước khi kết thúc cuộc gọi, theo thói quen quan tâm đến giảng trọng quân. Thầy giảng gần đây sức khỏe thế nào? Cha em vẫn như cũ, vẫn ổn. Vậy thay anh hỏi thăm thầy giảng, gần đây anh có khả năng sẽ trở về nước, đến lúc đó sẽ đi thăm thầy. Lại hàng huyên mấy câu rồi ngắt cuộc gọi, cha cô là thầy giáo dạy toán cấp 2, từng dạy Đàm Phong 3 năm. Cha đến bây giờ vẫn còn liên lạc với không ít học sinh, nhưng Đàm Phong với cha là liên lạc nhiều nhất mối quan hệ cũng thân cận nhất giãn hàng buôn điện thoại mở tài liệu công ty mà tập đoàn vạn duyệt dự tính thu mua nghiên cứu chi tiết hạng mục này của vạn duyệt không ít trung tâm môi giới nhìn chằm chằm tập đoàn quản lý tài sản doãn lâm các cô không phải có thực lực lớn mạnh nhất muốn lấy được hạng mục áp lực không nhỏ hôm nay thứ sáu giãn hàng về bên chỗ cha mẹ ăn cơm buổi tối tan làm đúng giờ trước cửa tiểu khu cô nhìn thấy mẹ mình mẹ cô đang xách theo túi đồ mua ở siêu thị mẹ ơi giảng hàng đạp nhẹ phanh xe từ trong cửa xe gọi người trần ngọc quay người không tìm thấy cô mẹ mẹ nhìn đi đâu thế không phải ở ngay trước mặt mẹ ư trần ngọc nghe theo tiếng nói nhìn vào trong chiếc xe thể thao bà tự bị bản thân chọc cười mẹ không chú ý xe của con gái là màu trắng dừng trước mắt là chiếc xe thể thao màu xám đậm còn chưa nhìn thấy logo xe chỉ với nửa bên xe là hình dáng khí động học bà đã biết giá trị không nhỏ trần ngọc không liên hệ chiếc xe này với con gái vào làm một giảng hàng gật đầu mẹ lên xe đi ạ à. trần ngọc đặt túi đồ mua ở siêu thị vào cốc xe ngồi lên ghế phụ bà cố ý tìm xem đuôi số xe hạn chế thông hành ngày hôm nay xe của con gái không bị hạn chế thông hành xe của con đem đi bảo dưỡng hả trần ngọc tưởng con gái tạm thời lái xe của đồng nghiệp giảng hàng cười nói con nhận được quà ngày lễ tình nhân xe không rẻ đâu dạ còn nhận được một chiếc túi giảng hàng chuyển chủ đề nói mẹ đi siêu thị mua những gì thế ạ à? mua chút kẹo với chocolate cả nhà cô đều rất ít khi ăn kẹo giảng hàng để tặng ạ à. trần ngọc đồng nghiệp của cha con muốn giới thiệu đối tượng cho con cha con bảo con đăng ký kết hôn rồi mấy người họ đùa rằng phải để cha con mua kẹo mừng phát cho mọi người hai mẹ con về đến nhà giảng trọng quân đang lấy lá chè ngon ra, bỏ vào trong hộp quà. Cha ơi, cha đang làm gì đó? Tặng cho lão cốc, khi khuê nữ của bác ấy kết hôn, bác ấy tặng kẹo mừng và thuốc lá cho cha, mà lão cốc không hút thuốc, nên cha đổi thuốc thành lá chè. Cho có qua có lại. Thầy cốc với cha cô là đồng nghiệp đã gần 30 năm, quan hệ hai người luôn tốt đẹp. Cha à, hôm nay Đàm Phong gọi điện thoại cho con, bảo con thay mặt hỏi thăm cha đấy. Giảng trọng quân phân chia đóng kẹo và chocolate, nghe thấy vậy ngẩn đầu. Hai đứa lại sắp hợp tác hả? Không à. Giảng hàng không nói cho cha mẹ chuyện bà Cao, mạng lưới quan hệ của cha mẹ tương đối đơn giản, không biết chuyện trong vòng của cô, anh ấy tìm con để hỏi số của một khách hàng. Cô tùy ý tìm một lý do, Đàm Phong còn bảo gần đây sẽ trở về nước, đến lúc đó sẽ đến thăm cha. Giảng hàng cảm thấy cha cô ngày hôm nay có chỗ nào đó khang khác ý, cha, cha quay lại cho con xem nào. Sao thế? Giảng hàng cười. Dụng tóc rồi nhé. Giảng trọng quân có chút ngượng, đẩy con gái, để cha làm việc. Cô đăng ký kết hôn, người vui mừng nhất là cha, con người khi gặp được chuyện vui sẽ có tâm tình vui vẻ, lại còn nhuộm tóc, cha cô giống như quay về dáng vẻ ngoài 40. Trước khi quen biết tầng mặt lãnh, cô có dự định không kết hôn, triệt để thực hiện độc lập về tài chính, Cô cảm thấy một người cũng ổn, cô từng nghiêm túc nói về chuyện này với cha mẹ, cha có chút trầm mặt, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận, nói chỉ cần cô vui vẻ, ông sẽ hoàn toàn ủng hộ, từ ngày đó về sau, cha cô cai thuốc, mỗi ngày kiên kỳ rèn luyện sức khỏe, đến trường học không lái xe nữa, toàn là đi bộ đến, cha dù không nói ra, nhưng cô cái gì cũng biết, cha chỉ muốn có sức khỏe tốt ở bên cô thêm vài năm, sau đó cô quyết định đăng ký kết hôn nữa là bởi vì người nhà họ tần đối tốt với cô tần mặt lãnh có vẻ ngoài nổi bật nửa còn lại là bởi vì khiến cho cha mẹ yên tâm chiều ngày chủ nhật giảng hàng cho bản thân nghỉ ngơi nửa ngày mấy khoe mật đều ở nước ngoài sau khi về nước cuộc sống của cô trở nên đơn điệu khác thường chỉ có hai chuyện kiếm tiền và chơi game tăng ca đến trưa cô đi thẳng đến cửa tiệm của ông bà nội cùng ông bà ăn trưa trong tiệm ban trưa không bận rộn ông nội nhân thời gian này đi công viên gần đó dạo bộ bà nội lấy kính nút ra đọc báo giảng hàng dựa vào ghế đăng nhập trò chơi lâm kiêu gọi tần tỉnh mày đâu rồi tần tỉnh không rảnh anh tao chuyển nhà tao đang làm tài xế lái mấy chiếc xe bảo bối của anh ấy đến nhà mới lâm kiêu kéo mấy đứa bạn khác vào lập team cậu nói với ô liu nhỏ tần tỉnh đi chuyển nhà cho anh nó không rảnh chúng ta chơi trước toàn bộ bạn bè trong game của lâm kiêu là bạn bè ăn chơi trác tán trong đời thực chỉ mình ô liu nhỏ là ngoại lệ bọn họ khi mở mít theo thói quen toàn gọi tên thật ô liu nhỏ chúng ta gặp nhau đê cô không phải thích xe thể thao à sau khi gặp nhau tôi và tần tỉnh dẫn cô đi đua xe anh của tần tỉnh trong nhà số lượng xe thể thao hai tay cũng không đếm hết dẫn cô đi mở mang tầm mắt giảng hàng nhà tôi có xe của tần mặc lãnh bây giờ chính bỏ làm 10 cũng là xe của nhà cô, Lâm Kiêu. Làm gì giống nhau, xe cô lái trong game đều là skill của xe thể thao. Giảng hàng Bên chỗ biệt thự, Tần tỉnh đã lái tới 4 chiếc xe, hôm nay cậu chủ động giúp đỡ cũng là muốn đi cho đã tay, trong một ngày lái một lượt tất cả xe thể thao phiên bản giới hạn của Tần Mặt Lãnh, đặt trong lúc bình thường tuyệt đối không có cơ hội, những chiếc xe bảo bối đặc biệt của Tần Mặt Lãnh, cơ bản không cho người ngoài mượn. Vị trí đổ xe ở biệt thự có hạn, tầng mặt lãnh nói với tầng tỉnh. Những xe khác để lại tầng hầm. Tần tỉnh còn chưa hết ghiền, không phải là còn hai chỗ đổ xe ư. Cậu còn muốn đến tầng hầm chung cư lái thêm hai chiếc xe qua đây, hai chỗ đổ đấy để cho giãn hàng dùng. Tầng mặt lãnh lấy ra một chiếc chìa khóa cho cậu, chiếc này còn ở trong tầng hầm, em lái đi. Tần tỉnh chớp chớp mắt, không dám tin điều mà cậu nghe được, tầng mặt lãnh nói là cậu lái đi. Tức là nói cho cậu, giấc mơ đẹp thế, cậu không dám nằm mơ giữa ban ngày, tầng mặt lãnh. Quà sinh nhật năm nay của em, tặng trước. Tần tỉnh vô lấy chìa khóa xe, chỉ sợ tầng mặt lãnh hối hận. Anh họ thật ra rất hào phóng với cậu, cậu từ đại học đến bây giờ, toàn bộ xe đều là tầng mặt lãnh tặng cho. Chỉ là chiếc xe này cậu ao ước mấy năm rồi, có tiền cũng không mua được, do vậy sợ anh họ thu lại. Anh, thay em cảm ơn chị dâu nhé. Tần mặt lãnh không hiểu ra sao, anh tặng em xe, em cảm ơn cô ấy làm gì. Cảm thấy anh từ khi kết hôn, người cũng theo đó mà trở nên hào phóng. Tần tỉnh không thể chờ đợi muốn lấy được xe đi đến trước mặt Lâm kêu khoe khoang, chiếc xe đấy vẫn ở trong tầng hầm chung cư của tần mặt lãnh, cậu không kịp nói thêm nhiều lời với tần mặt lãnh, để tài xế đưa cậu đến chung cư, tần mặt lãnh vào biệt thự, mấy người gì cảnh đang thu dọn đồ vật. Lúc anh sống ở chung cư, dì cảnh không sống cùng, diện tích chung cư không nhỏ hơn biệt thự, nhưng chỉ có một tầng, đi lại không tiện, anh không quen có người khác ở trong nhà, chuyển đến biệt thự, anh để mấy người dì cảnh ở lại. Về sau giảng hàng đến ở, tiện chăm sóc cho cô, dì cảnh đang bóc một kiện hàng vừa mới đến, tầng mặt lãnh hỏi. Ai gửi đến vậy? Tinh dầu lão thái thái đặt. Tinh dầu là dùng cho giảng hàng tắm bồn, bà từng nhìn điều kiện bảo quản tinh dầu, phải bảo quản ở nhiệt độ ổn định, hơn thế hạn sử dụng chỉ có 6 tháng, vì cảnh. Tôi đặt trong tủ lạnh phòng bếp trước. Tầng mặt lạnh. Phòng tắm chính có tủ lạnh lắp âm tường. Vì cảnh hôm nay mới đến, việc vệ sinh của biệt thự ngày trước không phải do bà quét dọn, không biết thiết kế bên trong phòng tắm chính, tầng mặt lạnh duỗi tay. Tình dầu đưa cháu, để cháu mang lên. Tủ lạnh âm tường của phòng tắm là thiết kế riêng cho giản hàng, dùng để đựng đặt ít đồ trang điểm mà cô cần bảo quản lạnh, đặt tinh dầu vào tủ lạnh, tầng mặt lạnh vào phòng thay đồ sắp xếp quần áo, anh treo quần áo của mình vào tủ phía trong, tủ dựa gần gương để lại cho giản hàng. Chương 8 Người dịch, Tai Ti Đêm đầu tiên chuyển đến biệt thự, tầng mặt lạnh bị mất ngủ, anh trước nay không có thói quen lại giường khi đi ngủ, cũng không lạ nơi. Một năm ít nhất có một phần ba thời gian đi công tác phải ở khách sạn, kỷ lục cao nhất là trong một tuần đổi năm khách sạn. Năm khách sạn này lần lượt không cùng một thành phố, anh không bị ảnh hưởng bởi việc lại giường. Bây giờ ở trong nhà của mình, thế mà ngủ đến nửa đêm lại tỉnh, sau đó làm thế nào cũng không ngủ được. Có lẽ là bởi vì anh thích sống ở tầng cao, đột nhiên sống ở tầng 2 chưa kịp thích nghi. Những năm nay cho dù là ở chung cư hay ở khách sạn, lựa chọn đầu tiên của tầng mặt lãnh là những căn phòng ở tầng cao. Căn hộ chung cư anh thường sống nằm ở trên tầng 50, có thể nhìn xuống cảnh đêm phồn hoa của nửa thành phố. Nhưng bây giờ, thứ có thể trông thấy ở trước mắt, chỉ có bãi cỏ và một vườn hoa không lớn ở trong sân. Trời lạnh, trong vườn hoa không có cảnh sắc gì có thể nhìn. Tầng mặt lạnh đóng rèm cửa, trở về trên giường, dựa vào đầu giường lướt điện thoại. Anh đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở uy chát của giảng hàng ra, thay đổi ghi chú. Tên tiếng Anh của giảng hàng là Oli, Oli nhỏ anh thay đổi ghi chú cho cô là olivia không biết giảng hàng ghi chú bi chát của anh là gì là tên của anh hay là chồng tần mặt lãnh xem điện thoại một lát vẫn không thấy mệt anh dứt khoát đến thư phòng tăng ca ngày thứ ba chuyển tới biệt thự buổi tối tần mặt lãnh tan làm đến nhà ông nội bà nội gọi anh về nhà ăn cơm bà cụ tần nghe nói cháu trai chủ động chuyển đến nhà cưới khỏi phải nói vui mừng tới nhường nào cuộc hôn nhân này là bà cụ và ông cụ nhà làm chủ quyết định hai đứa trẻ sống hòa thuận thì ông bà mới yên tâm, ở quen chứ? Bà cụ quan tâm hỏi, Tần mặt lãnh. Ở không quen à? Bà cụ Tần. Ở mấy tháng là quen? Tần mặt lãnh. Anh vốn muốn nói gì đó, lại cảm thấy không cần thiết, cho dù anh nói gì, bà nội sẽ lấy câu dần là quen thôi, chặn anh, bà cụ biết trong lòng cháu trai nghĩ thế nào, không bảo cháu ở mãi trong biệt thự, đợi cháu bồi dưỡng tình cảm xong với giảng hàng hai đứa thích ở đâu thì ở đó không ai quản hai đứa bây giờ tình hình đặc biệt cháu cứ ở tạm đi giảng hàng cũng chuyển tới rồi chứ bà cụ hỏi vẫn chưa tầng mặt lãnh tưởng cô sẽ tự giác chuyển tới hôm đó anh đặc biệt nhắc đến ở trong phòng làm việc của cô cuối tuần anh sẽ chuyển nhà chính là muốn nói cho cô cô cũng có thể chuyển đến rồi kết quả là cô không chút phản ứng giảng hàng gần đây đang tranh giành một hạng mục lớn anh tìm lý do cho qua chuyện với bà nội thay giảng hàng giải quyết ổn thỏa bà cụ tần thông cảm cho giảng hàng không gấp để tiểu hàng yên tâm bận hạng mục đợi lấy được hạng mục lại chuyển cũng không muộn đúng rồi đến lúc đó hai đứa trở về ăn cơm thương lượng với hai đứa chuyện khi nào tổ chức lễ cưới tần mặc lãnh không biết giảng hàng bận chuyện gì ban nãy nói như thế chỉ là anh bị chuyện ra mà thôi còn về hôn lễ anh không muốn sớm như thế đã tổ chức bị tần mặt lãnh vô tình nói trúng, giảng hàng quả thật đang bận dành hạng mục lớn, vì để lấy được hạng mục mua bán và sát nhập của tập đoàn Vạn Duyệt, cô tạm thời cai game, một tháng sau xuất quan, Lâm Kiêu biết được tin này, như là xếp đánh giữa trời quang, cậu có bạn bè khác lập team chơi game, chỉ là thiếu mất ô liu nhỏ, chơi game chẳng có ý nghĩa gì, 4 năm lại đây, cậu, Tần tỉnh và ô liu nhỏ hình thành nên góc kiền ba chân ăn ý, đánh đâu thắng đó. Lập tim với mấy đứa bạn khác chẳng ăn ý bằng lúc phối hợp với ô liu nhỏ, cậu chơi game không đơn thuần là vì tiêu khiển thời gian, dù gì hoạt động trò chơi để cho cậu tiêu khiển thời gian nhiều không đếm xuể, chơi game là vì tìm kiếm cảm giác kích thích nghiền áp người khác, không có ô liu nhỏ lập tim với cậu, cậu làm thế nào để nghiền áp người khác đây, Lâm Kiêu càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Ô liu nhỏ, cô có niềm vui mới phải không? Định đá bỏ tôi và tần tỉnh chứ gì? Giảng hàng không sánh được với thế hệ thứ ba mấy người, muốn làm gì thì làm đó, không muốn làm thì trực tiếp nằm thẳng như con cá muối. Tôi một tháng tiếp theo đây phải đi đào tạo, kiểm tra nhỡ đâu không qua được, tôi không thể thăng chức, không thăng chức được là cút xéo, cô nói tình hình nghiêm trọng lên, Lâm Kiêu vỗ ngực đảm bảo. Bị cho nghỉ thì đến tìm tôi, tôi bảo đảm sắp xếp ổn thỏa công việc cho cô. Cô muốn đến công ty nhà tôi, hay là đến công ty nhà Tần Tĩnh, nói một câu là được giảng hàng, tôi bận đây, cô thoát khỏi trò chơi. Cứ mãi đến trưa ngày thứ hai, Lâm Kiêu vẫn vì chuyện ô liu nhỏ bế quan một tháng mà phiền muộn. Có vô số khoảnh khắc, cậu hoài nghi ô liu nhỏ có phải triệt để vứt bỏ cậu và tần tỉnh hay không? Xin ác cao phụ đi hành lũ gà với niềm vui mới. Lúc nghỉ trưa, ô liu nhỏ không online, Lâm Kiêu để lại lời nhắn. Ngày đầu tiên bế quan. Cô có phải hay không có niềm vui mới rồi, tần tỉnh gọi điện cho cậu. Bận không? Tao đến tìm mày. Mày ở đâu? Ở dưới tòa nhà công ty mày. Tần tỉnh qua gặp khách hàng, khách hàng ở tòa nhà văn phòng bên cạnh, cậu tiện đường đến chém gió với Lâm Kiêu, Lâm Kiêu vẻ oải. Mang cho tao cốc Americano nóng. Cậu cần cốc cà phê nóng làm ấm trái tim, tần tỉnh đóng hộp hai cốc cà phê, một cốc cho giảng hàng. Cậu mỗi lần tới đều sẽ đến chào hỏi giảng hàng, chị dâu đang bận à cửa phòng làm việc giảng hàng không đóng tần tỉnh theo tượng trưng gõ hai tiếng giảng hàng đứng dậy nhiệt tình chào hỏi cậu vào ngồi em hôm nay sao lại rảnh đến đây thế ở bên cạnh bàn chuyện tần tỉnh đặt một cốc cà phê lên bàn giảng hàng lại nhắn tin cho lâm kiêu qua đây lấy cà phê của mày lâm kiêu lửa giận bốc thẳng lên đù mày bảo tao đi qua chỗ nữ ma đầu lấy cà phê chị ấy bây giờ là người một nhà với tao mày nói chuyện chú ý chút, Lâm Kiêu muốn phản bác, lại phát hiện lời Tần Tĩnh nói không sai. Cậu nuốt giận, không tình không nguyện đi đến phòng làm việc của giảng hàng, bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cho dù giảng hàng là cấp trên cao nhất của cậu, cũng không quản được những lời cậu nói trong thời gian riêng tư, cậu oán hận với Tần Tỉnh. Ô liu nhỏ nhất định giấu tao lập ác cao phụ, chơi cùng với người khác rồi. Giảng hàng đang ngồi trước máy tính, rất hạn hán lời mà liếc cậu một cái. Tần tỉnh đưa mắt ra hiệu cho Lâm Kiêu, nhắc nhở cậu đừng ở trước mặt cấp trên nói lung tung. Tần tỉnh ngắt lời, hỏi giảng hàng. Chị dâu, chị có chơi game không? Không chơi. Giảng hàng mặt không đỏ tim không rung đáp. Chơi game dễ nghiện. Chị không có thời gian. Tần tỉnh không hoài nghi gì khác, chị dâu, chị giống y hệt anh em. Anh em cũng không chơi game. Anh ấy ghét nhất là em chơi game, bảo mê muội mất cả ý chí. Lâm Kiêu có chút hơi nhột, cậu không đồng ý, đột nhiên ngồi thẳng, anh mày còn tự chơi xe kia kìa, sao không nói. Tần tỉnh. Có thể anh ấy cho rằng thứ anh ấy chơi không phải là xe mà là tiền. Lâm Kiêu. Điều lo âu trong lòng giảng hàng là cô và Tần Mặt Lãnh hoàn toàn không có tiếng nói chung. Vốn còn nghĩ, đợi ở chung với nhau, cô và Tần Mặt Lãnh có thể lập team chơi game, thời gian lâu dần, luôn sẽ có chuyện để nói câu nói này của tần Tĩnh đã khiến ảo tưởng của cô tan vỡ chờ khoảng thời gian hết cốc cà phê tần tỉnh cáo từ giảng hàng ban chiều còn có hẹn cô ra hiệu cho lâm kiêu đi cùng tôi ra ngoài một chuyến đi đâu vạn duyệt trên nghiệp vụ lâm kiêu bùng nhão cũng không trát được tường dùng lời của cậu ta để nói tôi đã là con cá muối muốn lật người vẫn chỉ là cá muối mà thôi nhưng giảng hàng trước sau không từ bỏ cậu chỉ cần có hạng mục mới, cô đều dẫn theo cậu, mưa dầm thấm đất, luôn có thể mở mang tầm mắt. Điều tốt như vậy của cô đối với cậu ở trong mắt cậu, là sự trả thù trần trụi, là gây khó dễ cho cậu. Chuyện cuối cùng trước khi đi ngủ mỗi ngày của Lâm Kiêu là chơi game, lại cùng ô liu nhỏ và tần tỉnh thảo luận chiến thuật. Ngày tiếp theo mở mắt ra, chuyện đầu tiên là cầu nguyện giảng hàng sớm được thăng chức điều đi. Nếu như ngày nào đó giảng hàng từ chức, không ở doãn lẫm làm nữa cậu nhất định mua pháo hoa đốt chúc mừng, ở ngoại ô đốt ba ngày ba đêm. Lâm Kiêu trở về phòng làm việc cầm theo áo khoác, cùng giảng hàng xuống dưới tòa nhà, đối diện có đồng nghiệp từ bên ngoài trở lại, chào hỏi với giảng hàng. Hi, Oli, Lâm Kiêu cảm thấy bản thân điên rồi, nghe thấy Oli tự dưng nhớ đến Oli nhỏ. Cậu lén lút ngắm giảng hàng bên cạnh, sự khác biệt giữa người với người sao mà khác nhau nhiều như thế. Oli nhỏ tốt hết chỗ khen, lại nhìn nữ ma đầu hai lâm kiêu làm thế nào cũng không nghĩ thông suốt được người phụ nữ như giảng hàng cha mẹ cậu sao có thể tán thưởng được mẹ cậu ấy thế mà muốn để giảng hàng làm con dâu còn cổ vũ cậu đi theo đuổi giảng hàng cậu nghĩ không thông đến mức nào mà đi theo đuổi giảng hàng cơ chứ lại nói cậu không có hứng thú với tình chị em nhưng mẹ cậu bảo nữ hơn ba ông gạch vàng thôi khỏi nhé cậu muốn gạch vàng đập vào chân mình à nếu như ở bên giảng hàng hạnh phúc đời sau của cậu sẽ hoàn toàn chấm dứt, câu tục ngữ tiếng Hán, ý chỉ trong hôn nhân nữ hơn nam 3 tuổi. Cuối cùng giảng hàng đăng ký kết hôn, mẹ cậu mới hết hy vọng, trên đường đến tập đoàn Vạn Duyệt, giảng hàng chăm chú nhìn tài liệu, Lâm Kiêu ngồi bên cạnh cô đời không còn gì để lưu luyến, thở dài, cam chịu số phận giả vờ giả việc cầm phần tài liệu lên xem, chịu trách nhiệm dự án thu mua của tập đoàn Vạn Duyệt là Trung Nghiên Phi, cô là con gái của ông chủ Vạn Duyệt, đại thiên kim của nhà họ Chung. Chung Nghiên Phi đã kết hôn, còn có một em gái nhỏ hơn mấy tuổi, tên là Chung Nghiên Nguyệt, giảng hàng không quen biết hai chị em nhà họ Chung, là cao tổng thay cô hẹn gặp Chung Nghiên Phi, hẹn 4 giờ gặp mặt, giảng hàng 3 rưỡi đã đến dưới tòa nhà tập đoàn Vạn Duyệt, đợi đến 3 giờ 50 phút, cô cùng Lâm kêu lên lầu, tiếp đón bọn họ là trợ lý tiểu chương của Chung Nghiên Phi, tiểu chương đưa cà phê tới. Trung Tổng còn đang học hai người đợi một lát. 4 giờ 20 phút, Tiểu Chương lại đi tới, nói xin lỗi. Có một hạng mục xảy ra vấn đề, Trung Tổng vội đi đến hiện trường rồi. Ý không thể rõ ràng hơn, buổi chiều ngày hôm nay Trung Nghiên Phi không có thời gian gặp mặt nói chuyện với bọn họ, giảng hàng lễ phép mỉm cười. Không sao, lần sau lại hẹn. Lần sau lại hẹn không phải lời khách sáo, trên đường trở về cô gọi điện cho Cao Vực, để ông giúp hẹn thời gian lần nữa với Trung Nghiên Phi. Cao Vực vừa nghe giảng hàng không gặp được Chung Nghiên Phi, trong lòng lập tức có tính toán, muốn lấy được hạng mục mua bán và sáp nhập này của tập đoàn Vạn Duyệt, còn khó hơn trong tưởng tượng của bọn họ, giảng hàng không phải ngày đầu tiên đi làm việc, có những việc cô và Cao Vực đều hiểu rõ trong lòng, hai người càng không cần phải nói hẳn ra. Chung Nghiên Phi là bên A, có vốn quyết định gặp hay không gặp một người, còn về vì sao Chung Nghiên Phi không gặp cô, có thể thật sự tạm thời có chuyện cũng có thể chung nghiên phi nhìn trúng tổ chức tài chính khác, không có dự định hợp tác với Doãn Lâm các cô, những thứ này đã không còn quan trọng. Điều mà giảng hàng quan tâm đó là, lần sau có thể hay không thuận lợi hẹn được chung nghiên phi, chỉ có gặp được chung nghiên phi, cô mới có cơ hội giành được hạng mục, cao vực. Chuyện này giao cho tôi, tôi hẹn lại. Giảng hàng quay về công ty, cắm đầu vào tài liệu về hạng mục, bữa tối là đồ ăn bên ngoài do trợ lý gọi, sau khi ăn xong tiếp tục phân tích tài liệu, bận không chú ý đến thời gian, điện thoại đặt bên góc bàn rung lên, cô nhìn số gọi đến, cầm lên nghe, chuyện gì thế? Tần mặt lãnh nhẹ giọng nói. Hôm nay thứ tư. Giảng hàng nhìn đồng hồ đeo tay, vừa đúng 10 giờ 30 phút. Thời gian này là thời gian hai người họ đã bàn bạc trước mỗi tuần sẽ gọi điện, cô sớm đã quên sạch sành xanh. Nếu không có chiếc nhẫn trên ngón vô danh, Cô sẽ thường xuyên băn khoăn rằng bản thân đã kết hôn hay chưa, bận đến mức hồ đồ rồi. Giảng hàng xoa nhẹ thái dương, tần mặt lãnh hỏi. Vẫn còn ở công ty? Ừ, giảng hàng cầm cốc nước bên cạnh tay uống nước, nước đã lạnh, tần mặt lãnh ở thư phòng trong nhà, bên cạnh tay đề một tờ giấy, bên trên có đề cương gọi điện tối nay mà anh liệt kê ra, bên cạnh chuẩn bị một cây bút, tùy lúc ghi chép lại trọng điểm mà cô nói, mấy ngày nay đang bận gì thế? Nói xong, anh vớ lấy bút, giảng hàng. Bận công việc, trong tay có ba hạng mục, trong đó có một cái sắp đến giai đoạn cuối. Gần đây lại tranh một hạng mục mua bán và sát nhập của tập đoàn Vạn Duyệt. Mỗi ngày hai điểm một con đường, nhà và công ty. Ngoài công việc ra thì vẫn là công việc. Cô không nhắc tới game, đã dự định cai game một tháng, càng không cần thiết phải nhắc tới. Giảng hàng đứng lên, cầm cốc đi đổi nước nóng, tầng mặt lãnh đặt bút xuống, cuộc sống của cô quá mức đơn điệu không có gì cần phải ghi anh lại hỏi không có sở thích gì ư có chứ bị anh gọi là game mê muội mất cả ý chí đó là sở thích của cô nhưng cô không định nói cho anh giảng hàng nghĩ đôi chút rồi mới nói có một cái sở thích gì kiếm tiền cô trừ kiếm tiền ra thì là chơi game bây giờ không chơi game sở thích duy nhất còn lại không phải kiếm tiền ư tầng mặt lãnh hết nói nổi khoảnh khắc im lặng, thấy giảng hàng không có chuyện khác muốn nói với anh. Tiếp theo anh nói mình mấy ngày nay làm những gì, chỉ chọn những chuyện quan trọng nói cho cô. Không khác lắm so với cô, phần lớn thời gian tần mặt lãnh đều bận công việc, nhưng cuộc sống cá nhân của anh phong phú hơn cô. Tối qua đánh bài suốt ở câu lạc bộ với tưởng thịnh hòa. Giảng hàng biết tưởng thịnh hòa, khi cô còn ở trụ sở chính của tập đoàn quản lý tài sản Doãn Lâm, đã từng giao tiếp hai lần với vị sếp lớn kinh doanh này, giảng hàng buộc miệng hỏi, quan hệ của các anh rất tốt. Ừ, tần mặt lãnh không nói sâu, anh gọi điện với giảng hàng để hiểu đối phương đã làm gì, là dùng để ứng phó với người trong gia đình, có những chuyện biết đại khái là được, không cần thiết phải nói sâu, khi nào em quay về. Giảng hàng đổi sang cốc nước ấm trở lại chỗ ngồi, còn có hơn 10 trang tư liệu, xem xong mới đi. Tần mặt lãnh nhìn thời gian, đợi cô bận xong, ước chừng phải 11 giờ 30 phút, quá muộn, tôi để tài xế qua đón em giản hàng từ chối. Nếu là tài xế thì thôi, làm phiền người ta. Nếu như là anh qua đón, cô sẽ ở công ty đợi rồi đi. Tần mặt lãnh không ngốc, nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, cô muốn anh đi đón. Anh trước giờ chưa từng làm tài xế cho ai, không đặc biệt từng đi đón ai. Nhưng lại nghĩ lại, giản hàng là vợ anh, không phải một người xa lạ không quan trọng nữa. Cho dù tình cảm ra sao, anh có trách nhiệm và quan tâm cơ bản nhất với cô. Anh đi đón cô là trách nhiệm không phải trong lòng anh muốn đi. Làm xong công tác xây dựng tâm lý, thuyết phục bản thân, một tay tầng mặt lãnh gấp lung tung tờ giấy đề cương gọi điện đó lại mấy lần, nhét vào ngăn kéo, ngừng ngập mới nói. Vậy em ở công ty đợi tôi. Chương 9 Người dịch, tai ti Đây không phải lần đầu tiên giảng hàng muộn như thế mới trở về, ngày trước thường xuyên có tình trạng rạng sáng 2 giờ mới về nhà, 11 giờ hơn đối với cô mà nói không tính là muộn, từ công ty đến nhà, buổi tối không tắt đường thì 10 phút là lái xe tới. Do vậy vì sao lại để tầng mặt lãnh tới đón cô, cô rốt cuộc là đang nghĩ gì, giảng hàng không nghĩ kỹ, càng không muốn nghiên cứu sâu, giảng hàng uống chút nước ấm, tiếp tục làm việc, bên biệt thự, tầng mặt lãnh từ thư phòng ra, trở về phòng ngủ, anh đã tắm nên trên người mặc quần áo ở nhà. Đứng trước tủ quần áo, nhìn hơn nửa phút, lấy một chiếc áo sơ mi mới chưa từng mặc để thay, nhà ăn ở tầng dưới, Dì cảnh đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng ngày mai, không ngờ tần mặt lãnh muộn như thế này còn muốn ra ngoài, có cẩn chuẩn bị cho cháu canh tỉnh rượu không? Không cần, không uống rượu. Tần mặt lãnh không nói đi đâu, không làm phiền tài xế, anh tự đi xe ô tô đến Doãn Lâm, quán cà phê vẫn chưa đóng cửa, anh vào đó mua một cốc trà hoa quả. Lễ tân của Doãn Lâm đã tan làm, có cửa kiểm soát an ninh, anh không vào được, tần mặt lãnh nhắn tin cho giảng hàng tôi đến rồi, đang ở ngoài cửa, ra liền, giảng hàng buông điện thoại, lấy gương trang điểm trong túi sách, tìm son, dùng tốc độ nhanh nhất trang điểm lại. Lại chỉnh sửa tóc cho ngay ngắn, đi đón anh, tần mặt lãnh đứng ở bên ngoài cửa kính, cầm theo trà hoa quả, tay khác đang ngắm nghía chiếc chìa khóa xe, giảng hàng còn chưa tới, anh cục hứng mà nhìn logo của Doãn Lâm treo trên bức tường, trong cửa có bóng dáng đang bước tới gần, anh nhìn qua, lực chú ý mới tập trung lại. Cách cửa kính dày nhìn không rõ ràng, đợi đến gần, giảng hàng thấy rõ tầng mặt lãnh đang mặc chiếc áo sơ mì màu xanh đậm, không đóng cút tay áo, tùy ý xắn lên. Anh có thể là từ tầng hầm đi thang máy trực tiếp lên, không mặc áo khoác, áo sơ mi sơ vin vào trong quần tây, tôm lên vòng eo gầy mạnh mẽ. Hôm nay giảng hàng mặc áo len sơ mi màu xanh khói, chiếc eo kiểu ngắn. Cô chân dài eo thon, tất cả nữ đồng nghiệp ở Doãn Lâm đều ngưỡng mộ không thôi, bộ trang phục hôm nay càng tôn dáng người quần áo của hai người có thể coi là cùng một hệ màu. Tần mặt lãnh cũng nhìn thêm trang phục trên người giảng hàng, tiện tay đưa trà trái cây cho cô. Quá trễ, không mua cà phê. Cảm ơn, giảng hàng nhận lấy, hai người sống vai bước về phía phòng làm việc của cô. Đi được một đoạn, tần mặt lãnh nói chuyện. Còn cần bao lâu nữa mới làm xong? Giảng hàng nghiêng mắt nhìn anh. Nhiều nhất là nửa tiếng, tần mặt lãnh ngồi phía trước bàn làm việc cô, hôm nay anh không chỉ lần đầu tiên làm tài xế, còn phá lệ tăng ca cùng cô. Giảng hàng rót cho anh cốc nước rồi đi làm việc, anh không có chuyện làm, lướt điện thoại giết thời gian. Tần mặt lãnh giữa lúc vô tình ngẩng đầu, giảng hàng đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, trong tay cô cầm cốc trà hoa quả mà anh mua, đang đưa đến bên miệng, ống hút đang lệch về phía này. Cô chỉ chú tâm nghiên cứu tài liệu, lực chú ý không ở trên ống hút và trà hoa quả, miệng ngậm mấy lần, vẫn không ngậm được ống hút. Tần mặt lãnh có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhìn cô không ngậm được ống hút, thực sự muốn duỗi tay, nhét ống hút vào trong miệng cô. Giảng hàng cuối cùng xem xong trang tư liệu trước mắt, dành chút ít thời gian nhìn ống hút, cúi đầu ngậm lấy, đồng thời tay khác kéo thanh tiến trình, tiếp tục xem trang tiếp theo. Cô xem tài liệu hơn 30 phút, tần mặt lãnh rảnh rỗi nhàm chán, quan sát cô hơn 20 phút, suốt quá trình cô chưa từng nhìn tần mặt lãnh lấy một cái, uống xong một cốc trà hoa quả, giảng hàng lưu lại tập tin tắt máy tính tầng mặt lãnh cầm theo chiếc cốc mà anh đã dùng đi vào phòng vệ sinh mặc dù phòng làm việc của giảng hàng không lớn nhưng đầy đủ chức năng có phòng vệ sinh riêng biệt căn phòng vệ sinh nhỏ có thể nhìn ra một chút thói quen sinh hoạt của cô trên bệ rửa mặt mọi đồ vật được sắp xếp ngăn nắp chỉnh tề nước rửa tay kem dưỡng tay chất khử mùi được sắp xếp lần lượt theo chiều cao của chai mặt bệ rửa không có một giọt nước động trên giá còn để hai chậu cây trồng hoa hồng phản chiếu trong gương biến thành bốn chậu, trên tường phòng vệ sinh còn treo mấy chậu cây thủy canh, dây leo rủ xuống, tràn trề sắc xanh, tầng mặt lãnh mở vòi nước, rửa cốc nước, giãn hàng không ngờ anh đi phòng vệ sinh là để rửa cốc, đặt ở đó, để tôi rửa. Dù sao thì không nên để khách động tay làm việc được, cốc đã rửa xong, tầng mặt lãnh tắt đèn đi ra khỏi phòng vệ sinh, đặt cốc về trong tủ đựng cốc, ra ngoài cửa phòng làm việc đợi cô, giãn hàng thu dọn xong bàn làm việc cầm lấy áo khoác và túi sách, hai người cùng rời khỏi. Ngày trước cho dù tăng ca muộn tới đâu, luôn là một người trở về, hôm nay bên cạnh có thêm một người lái xe, cảm giác rất khác biệt. Đặc biệt người lái xe còn là đại công tử nhà họ Tần ngồi tiếp trên cao, giãn hàng dựa vào ghế ngồi phụ, cửa xe mở ra một khe hở, gió lạnh đặc biệt thức tỉnh tinh thần, nhìn những ánh đèn đường nối đuôi nhau ngoài cửa, suy nghĩ chạy đi rất xa, dù sao không cần lái xe, cô buông lỏng bản thân bỏ qua sự gò bó nghĩ ngợi lung tung sự thả lỏng mà trước giờ chưa từng có cô tự lái xe sẽ không thể như thế này như bây giờ tốt biết mấy công ty không sắp xếp tài xế cho em tiếng tầng mặt lãnh kéo cô về hiện thực suy nghĩ của giảng hàng từ ngoài cửa xe trở lại quay đầu trả lời anh có tài xế nếu như buổi tối tôi không phải xả giao đều để tài xế tan làm như thường cách nhà gần bảo vệ chung cư bên tôi lại tốt không cần tài xế đưa đón. Tần mặt lãnh nhìn cô qua khóe mắt, thế còn để tôi đến đón. Anh muốn biết cô để anh tới đón cô là suy nghĩ những gì? Là muốn nhìn thấy anh hay là điều khác, tự giảng hàng còn chưa hiểu rõ là suy nghĩ nào, cũng không muốn làm sáng tỏ. Cho dù ngày nào đó đồng ý làm sáng tỏ, cũng sẽ không nói với anh. Cuộc hôn nhân không có tình cảm như bọn họ, ai cũng không muốn yếu thế trong chuyện tình cảm. Cô giả vờ không nghe hiểu ý đồ của anh, hỏi ngược lại. Không phải anh nói muốn đến đón tôi, để tôi ở phòng làm việc chờ anh ư. Tần mặt lãnh. Giảng hàng nhìn anh, nói chuyện rất hoàn hảo. Anh nếu không rảnh qua đây, thực ra không cần đến, nếu như làm lỡ công việc của anh thì tôi ấy nấy lắm. Tần mặt lãnh không tiếp lời, xe ô tô rẽ ngoặt, anh cẩn thận nhìn đường trong kính chiếu hậu, muốn mượn việc này im lặng bỏ qua cuộc đối thoại ban nãy. Qua một lát, anh lại cảm thấy bản thân trước đó hỏi cô như vậy quả thật không thỏa đáng, thế là lánh nặng tìm nhẹ nói. Không làm lỡ công việc của tôi. Câu chuyện lại được tiếp tục, giảng hàng. Không làm lỡ thì tốt. Cô quay đầu nhìn phía ngoài cửa, cảnh đêm khá là đẹp, con đường quá ngắn, còn chưa nói được mấy câu, xe ô tô đã dừng trước tòa nhà chung cư, tầng mặt lãnh xuống xe, đưa cô lên tòa nhà, giảng hàng nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 12 giờ, không thích hợp mời anh vào trong nhà, anh đợi một lát. Giảng hàng không đóng cửa, chạy thẳng vào phòng bếp, tầng mặt lãnh giữ lấy tay nắm cửa, đề phòng cửa tự động đóng lại, chỉ trông thấy giảng hàng cầm theo một hộp sữa bò đi tới, sữa bò tốt cho giấc ngủ. Cô đưa sữa bò cho anh, quay về trên xe, tầng mặt lãnh ném hộp sữa bò lên trên ghế ngồi phụ, nhìn đi nhìn lại sữa bò. Giảng hàng lại có thể tặng anh sữa bò, anh ấy vậy mà còn nhận lấy. Tần mặt lãnh không uống hộp sữa bò đấy, đến nhà đặt lên trên bàn đảo bếp trong phòng ăn. Ngày hôm sau, dì cảnh hỏi anh bữa sáng uống hộp sữa bò đó không? Tần mặt lãnh đang uống cà phê, đáp. Không uống. Dì cảnh cất sữa bò, nghi hoặc trong lòng, tối hôm qua anh ăn mặc nghiêm túc như thế ra ngoài chỉ để mua một hộp sữa bò, sau đó lại nghe thấy tần mặt lãnh nói. Dì cảnh, dì chuẩn bị một thùng sữa bò hãng này đặt ở trong nhà. Vì cảnh lấy điện thoại chụp lại hộp sữa bò, bên trên toàn tiếng Anh, bà phải ra xem là nhãn hiệu gì. Buổi tối, Tần mặt lãnh bị bà cụ Tần gọi về nhà cũ, muốn nói chuyện với anh về việc tặng chiếc xe thể thao kia cho Tần tỉnh. Anh không hiểu nổi, lại không phải lần đầu tiên tặng xe cho Tần tỉnh, có gì đáng để nói chứ. Anh vẫn quay trở về, trừ chuyện xem mắt ra, Tần mặt lãnh trước giờ chưa từng làm trái ý bà cụ, hôm nay mẹ anh cũng ở đó không biết là trùng hợp hay là bà nội gọi anh và mẹ cùng tới để bàn chuyện lớn nào đó. Trước mắt đối với bà nội mà nói, chuyện lớn nhất đó là hôn lễ của anh. Chào hỏi xong, bà nội tiện tay chỉ vào ghế sofa bên cạnh, ngồi xuống. Sau đó lại nói chuyện với mẹ anh, mẹ thấy cái này cũng được. Mẹ anh và bà nội đang xem tạp chí cùng nhau, tần mặt lãnh buộc miệng hỏi. Tạp chí gì vậy ạ? À? Bà cụ dựng bìa tạp chí lên cho cháu trai xem, Tạp chí váy cưới. Bà cùng mẹ cháu đang bàn bạc chuyện cháu và giảng hàng đi đâu chụp ảnh cưới. Thẩm Tịnh Vân nói trong lòng, con một chút cũng không muốn bàn bạc, là mẹ cứ kéo con đến để bàn bạc. Tần mặt lãnh vừa nghe tới ảnh cưới là không tiếp lời, đứng dậy đi rót nước uống. Bà cụ Tần hướng về bóng lưng anh gọi. Cháu đi đâu đấy? Trên bàn có trà, có cà phê, không đủ để cho cháu uống ư. Tần mặt lãnh. Cháu uống nước lọc. Bà cụ tần đành chịu. Cháu đó. Bà chuyển sang nói với con dâu. Mẹ còn có 5 quyển tạp chí, chúng ta từ từ xem, từ từ chọn. Thẩm Tịnh Vân. Bà thật sự không muốn xem, Tần Mặc Lãnh uống xong một cốc nước trong phòng ăn mới ra ngoài, tạp chí trên tay bà nội lại đổi sang một quyển khác, bà nội, không phải bà muốn nói về chiếc xe của Tần Tỉnh ạ. À? Nói xong anh muốn lập tức đi, không muốn ở lại nhà cũ bà cụ tần đẩy tạp chí cho con dâu, con xem trước đi, bà cụ nào muốn nói chuyện về chiếc xe thể thao, chẳng qua là tìm lý do khiến anh trở về một chuyến, nhưng với tư cách là trưởng bối, lời nói ra đương nhiên phải không lộ sơ hở, cháu bây giờ đã kết hôn, không giống như trước muốn làm gì thì làm đó. Về sau có tặng ai món quà quý giá nữa, trước khi làm nói với giảng hàng một tiếng, hai đứa là vợ chồng mà. Tần mặt lãnh trước đó quả thật vẫn chưa ý thức được phải nói với giảng hàng, không có thói quen này, trong tiềm thức cảm thấy không cần thiết, anh khẽ gật đầu, tỏ ý mình về sau sẽ chú ý. Không có chuyện khác thế cháu về đây ạ? À, cháu vội gì chứ? Đến thì cũng đến rồi, ăn cơm xong rồi lại đi. Mẹ cháu hiếm khi có thời gian, bà cụ Tần nói. Bà đã nói với dì giúp việc làm cơm cho cả hai người. Tần mặt Lãnh đã đứng lên lại ngồi xuống, quả thật rất lâu rồi anh chưa ăn cơm cùng với mẹ anh lần trước mọi người cùng ăn cơm là buổi gặp mặt với cha mẹ giảng hàng bữa tối là thức ăn thanh đạm ngày thường nhà làm cha tần mặt lãnh bận một năm cũng không rảnh ở nhà ăn mấy bữa cơm chỉ có bốn người bọn họ ông cụ tần khi ăn cơm mới từ thư phòng ra không nhìn thấy giảng hàng tiểu hàng đi công tác à ông cụ hỏi tần mặt lãnh không ạ à, tối nay tăng ca tần mặt lãnh nào có biết giảng hàng tăng ca hay không thấy anh nói không do dự chút nào ông nội bèn tin anh khi ăn cơm, bà cụ Tần luôn nói tới chuyện triển lãm tranh với con dâu, đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện. Người lớn tuổi như chúng ta không hứng thú với triển lãm tranh theo hình thức mới, không thưởng thức nổi. Vé đưa cho mặt lãnh với giảng hàng đi, người trẻ tuổi yêu thích triển lãm tranh kiểu nhập vai. Đến lúc đó con dẫn hai đứa nó đi xem triển lãm. Thẩm tịnh vân cố gắng thuyết phục bà cụ. Mẹ, mẹ với cha nên đi xem thì hơn triển lãm tranh kiểu nhập vai này trước toàn phải ra nước ngoài xem, khó lắm ở trước cửa nhà có triển lãm, không đi thì đáng tiếc quá. Bà cụ Tần vẫn kiên trì. Nếu mặt lãnh và giảng hàng bảo đẹp, con lại mua vé cho chúng ta cũng không muộn. Thẩm tịnh vân biết bà cụ muốn tìm cơ hội hẹn hò cho hai vợ chồng Tần mặt lãnh, bà không dám phản bác ý tứ của bà cụ nữa, thế cũng được à. Bà đưa hai tấm vé vào cửa cho bà cụ, ăn cơm xong bà cụ trở tay tặng cho tần mặt lãnh. Triển lãm tranh vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật tuần này, Thẩm Tịnh Vân mua vé ngày chủ nhật, bà cụ tần dặn dò con dâu. Con hiểu nghệ thuật, đến lúc đó dẫn theo hai đứa nó đi, giải thích rõ ràng cho chúng nó. Giải thích là thứ yếu, bảo đảm tần mặt lãnh và giảng hàng đi xem triển lãm mới là mục tiêu. Bà cụ tần sợ cháu trai bằng mặt không bằng lòng, miệng đồng ý nhưng quay mặt lại tặng vé cho người khác, trước mắt chỉ có thể dựa vào con dâu. Thẩm Tịnh Vân hoàn toàn không tán thành cách làm của bà cụ, tần mặt lãnh và giảng hàng đâu còn là trẻ con, không cần thiết phải cưỡng ép chúng nó, dưa cố hái thì không ngọt. Sau bữa cơm, hai người họ lại nói chuyện với bà cụ thêm một lát rồi mới rời khỏi, đến trong sân, Thẩm Tịnh Vân duỗi tay, vé đưa cho mẹ. Tần mặt lãnh hơi ngớ ra, không hiểu ý của mẹ mình là sao, Thẩm Tịnh Vân nói thẳng. Biết con không muốn đi, đến lúc đó bà nội con hỏi đến, mẹ sẽ nói con và giảng hàng đi rồi. Bà nghe nói ngày đăng ký kết hôn của con trai và giảng hàng, bên giảng hàng xảy ra chút tình huống, nhưng con trai vẫn kiên trì đi đăng ký, ít nhất thể hiện rằng con trai không bài xích đoạn hôn nhân này, để hai đứa từ từ thích ứng, người trong nhà tham dự quá nhiều sẽ phản tác dụng. Điều mà Thẩm Tịnh Vân không biết đó là triển lãm tranh lần này Tần Mặt Lãnh từng xem ở nước ngoài, Tần Mặt Lãnh cầm tấm vé, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng không đưa vé cho mẹ anh vé khó giành, có lẽ giảng hàng vẫn chưa từng xem, đến lúc đó cô có thể hẹn bạn bè đi cùng, còn hỏi giảng hàng đã, xem cô ấy muốn đi hay không. Chương 10 Người dịch, tai ti Tần mặt lãnh không thể nào tự đi đưa vé cho giảng hàng, trước đó tặng quà lễ tình nhân cho cô, đến phòng làm việc của cô lấy ví tiền, còn mua cà phê cho cô, tối qua lại không đành lòng cô một mình tối như vậy trở về, chủ động đi đón cô, đã phá lệ quá nhiều lần rồi nếu lại đưa vé vào cửa xem triển lãm tranh cho cô khó đảm bảo cô không nghĩ nhiều rằng anh muốn gặp cô mới tìm nhiều viện cớ như vậy anh định để thư ký đưa đến ngày hôm sau tầng mặt lãnh nhớ đến chiếc xe trước đó mượn của giảng hàng còn chưa trả lại cô anh gọi cho tài xế không cần tới đón ăn xong bữa sáng anh lái chiếc xe của giảng hàng đến công ty dành thời gian trả xe cho cô lần trước lái xe của giảng hàng là ban đêm tầng mặt lãnh không mở đèn trên đầu trang trí bên trong xe chỉ nhìn qua loa không chú ý đến trên hộp kệ tì tay còn có Figer. Anh tưởng tượng không ra tính cách lạnh lùng như giảng hàng lại yêu thích Figer trẻ con. Cầm lên nhìn, tay nghề tinh tế. Tần mặt lãnh không chơi game. Không biết Figer này là men cost trong game. Bãi đổ xe dưới tầng hầm của Lạc Môn có chỗ đổ xe dành riêng cho tầng mặt lãnh. Anh trực tiếp đổ xe vào đó. Hôm nay thư ký Cao cũng đến công ty sớm. Theo xe tầng mặt lãnh trước sau vào tầng hầm. Cô nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng phía trước mặt trực tiếp dừng ở chỗ để xe riêng của sếp. Trong lòng nghĩ không biết là nhân viên mới tới nào, dù gì nhân viên cũ của Lạc Mông sẽ không dừng xe ở đấy. Cô vội vàng mở cửa xe, muốn nói một tiếng với đối phương, chuyển xe đi chỗ khác, đấy là vị trí đổ xe riêng của sếp. Xin chào, ngại quá, làm phiền một chút. Nói được một nửa liền dừng. Cửa chiếc xe ô tô màu trắng được đẩy ra, người bước xuống là tầng mặt lãnh, tầng tổng, chào buổi sáng không biết đó là xe của anh. Tần mặt lãnh gật đầu, đóng cửa xe, nói. Xe của vợ tôi. Thư ký cao. Sếp lái xe của giảng hàng đi làm, nói rõ quan hệ vợ chồng bọn họ không hề giống lời đồn bên ngoài. Sếp chủ động nói là xe của ai, nói là vợ tôi, mà không phải bà xã tôi. Cái tên gọi bà xã thì chính thức hơn, mà tên gọi vợ tự nhiên hơn, thận cận hơn như thế chứng tỏ tâm trạng ngày hôm nay của sếp không tồi tâm trạng của sếp mà tốt áp lực khi làm việc của cô mới có thể ít đi một chút tầng mặt lãnh khóa xe đến thang máy anh dùng thang máy riêng không phải đợi thư ký cao trong sếp đứng ở trước thang máy không nhấn nút cô hiểu rõ sếp có chuyện bàn giao cho cô dưới chân như có gió cô một đường hầu như vừa đi vừa chạy đến tầng mặt lãnh đưa cho cô một phong thư đưa đến doãn lâm cho giảng hàng vâng thư ký cao không hỏi thêm, nhận lấy phong thư, thư ký cao cùng sếp đi thang máy lên. Tần mặt lãnh đột nhiên nhớ tới một người tặng vé còn thích hợp hơn thư ký, tần tỉnh. Có chút chuyện anh tiện nói trực tiếp với tần tỉnh, không tiện nói nhiều với thư ký, hôn nhân của anh và giảng hàng là chuyện riêng, không muốn để người ngoài biết quá nhiều, ra khỏi thang máy, anh lấy lại phong thư từ thư ký. Thư ký cao tưởng sếp muốn đích thân đưa qua cho giảng hàng, đến văn phòng, Tần mặt lãnh không vội mở máy tính, gọi điện trước cho tần tỉnh, hỏi cậu đã dậy chưa, mấy giờ rồi mà em còn chưa tỉnh, anh tưởng em là Lâm Kiêu chắc. Tần mặt lãnh từng nghe tên Lâm Kiêu, có thể cũng từng gặp, nhưng không có ấn tượng, nguyên do là bạn bè ăn chơi của tần tỉnh quá nhiều, đến phòng làm việc của anh một chuyến. Lúc nào? Bây giờ? Chuyện gì thế? Đến lại nói. Tần tỉnh không thích người khác cúp úp mở mở, nhưng người này là Tần Mặc Lãnh, anh hoàn toàn có thể nhịn, lái theo chiếc xe thể thao nhanh như gió đấy, Tần tỉnh chạy thẳng đến Lạc Mông. Tần Mặc Lãnh vừa đặt điện thoại xuống, thư ký Cao đã gõ cửa, người cùng bước vào còn có chú ba nhà họ Tần. Chú ba Tần vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trên danh nghĩa của Lạc Mông, ông đến tìm Tần Mặc Lãnh đương nhiên không cần phải hẹn trước. Ban nãy thư ký Cao trông thấy chú ba cũng kinh ngạc, không kịp báo cáo cho Tần Mặc Lãnh, đi theo chú ba đến đây. Tần mặt lãnh ra hiệu thư ký cao đi làm việc, anh tự tay rót nước cho chú ba, chú ba mới dưỡng bệnh xuất viện, không thích hợp uống trà, anh rót một cốc nước lọc cho chú, thím ba không ở nhà ạ. À. Anh không phải cười nhạo chú ba, chỉ là nói chuyện bình thường, chú ba thở dài, tự dễu cực chính mình. Cô ấy mà ở nhà, chú còn dám đến đây. Ngày hôm qua ông xuất viện, vợ ông có chuyện cần xử lý, không thể một ngày 24 giờ đồng hồ đi theo ông. Ở trong bệnh viện lâu như thế, ông vừa hay ra ngoài cho thơi thả, trong vô thức lại đi đến Lạc Mông. Từ khi ông làm phẫu thuật, vợ ông không cho phép ông hỏi chuyện của công ty nữa. Ông chỉ có thể giao toàn bộ công ty cho tầng mặt lãnh, lúc bắt đầu tầng mặt lãnh căn bản không đồng ý tiếp nhận. Sau đó khuyên can mãi tầng mặt lãnh mới miễn cưỡng đồng ý. Tầng quản lý cấp cao ở Lạc Mông gần đây có sự hỗn loạn, đặc biệt là bộ phận kinh doanh thứ tư, chủ tịch bộ phận kinh doanh thứ tư Úc Minh bị tầng mặt lãnh nắm được thóp, chuyện Úc Minh đến lúc đó sẽ kéo theo không ít quản lý cấp cao trong công ty, nếu quản lý cấp cao từ chức hàng loạt, hậu quả không thể lường được, cháu làm động tác lớn như vậy, cẩn thận giá cổ phiếu lạc mông ở mức giới hạn xuống, limit down. Tần mặt lãnh không cho là đúng, hạ xuống cháu vừa hay mua vào. Chú ba Cháu nói nhẹ nhàng nhỉ có những chuyện vốn không thể hoàn toàn dựa theo cách nghĩ của mình mà từng bước phát triển xuống. một khi thoát khỏi kiểm soát, cháu không có khả năng xoay chuyển trời đất. chú ba, chú chăm sóc sức khỏe cho tốt, yên tâm, cháu biết bản thân đang làm gì. chú ba tần không phải không yên tâm, cũng không lo lắng năng lực của cháu trai, ông chỉ sợ cành mẹ để cành con, đến lúc đó rủi ro sẽ trở nên không thể kiểm soát. đợi sau khi út mình rời chức vị trí chủ tịch bộ phận kinh doanh thứ tư trước cứ để trống bộ phận kinh doanh thứ tư nước sâu tìm người không áp chế được cũng như công cốc cách nghĩ này của chú ba tình cờ trùng hợp với tầng mặt lãnh trong lòng cháu có tính toán chú ba tần ngồi tới thời gian một chén trà nước trong chén đã uống hết ông đứng dậy chuẩn bị về nhà còn chưa kịp nhất bước đã vang lên tiếng gõ cửa gấp cáp sau đó cửa được mở ra nhìn thấy người đi vào chú ba tần cảm thấy nước lọc hôm nay uống cũng có thể làm tắt kẻ răng, ông khó lắm mới trốn được vợ, ai lại biết đụng gặp phải con trai, ý chỉ cực kỳ đen đuổi. Ba, sao ba lại ở đây? Chú ba tần không đổi sắc mặt. Đi dạo đi đến đây, lên uống cốc nước. Hai đứa nói chuyện. Tần tỉnh đưa cha cậu đến thang máy, tần mặt lãnh không đi cùng. Chú ba tần giống như là vô ý nhắc tới anh con nói chiếc xe thể thao đó là quà tặng sinh nhật cho con, còn thiếu gì không? Tần tỉnh còn gì mà không hiểu, ba cậu định lấy tiền thu mua cậu, để cậu đừng nói cho mẹ chuyện lén lút đến lạc môn. Thực ra cho dù ba cậu không có quà sinh nhật cho cậu, cậu cũng không thể đi tố cáo, bắt người tay ngắn, cha cậu đây là lo trước khỏi họa, cả câu là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, ý chỉ nếu lấy lợi ích từ chỗ người khác, thì phải hết sức mà nhường nhịn người ta ba phần, ba con gì cũng không thiếu. Chú ba tầng. Tiền mới khách của con năm nay cứ tính cho ba, bia rượu cứ uống tùy thích. Tần tỉnh mỗi năm đều có tiệc sinh nhật, chi phí cho bia rượu chiếm phần lớn, năm nay có thể thoải mái uống rồi, cảm ơn ba. Chỉ là sinh nhật cậu còn sơi mới đến, ba, ba còn chưa từng ngồi chiếc xe mới của con nhỉ. Ba cả ngày buồn chán như vậy, không tốt cho dưỡng bệnh, trời sắp chuyển ấm, đến lúc đó con thường xuyên dẫn ba ra ngoài đi vòng quanh lời này có mấy tầng ý tứ thứ nhất cậu sẽ không nói với mẹ chuyện ba đến lạc mông thứ hai về sau chỉ cần ba cậu muốn đến lạc mông cứ việc lấy cậu ra làm cái cớ ba gọi là tới bất cứ lúc nào lái xe đưa ba đến lạc mông giữa những người đàn ông có những chuyện không cần phải nói rõ rành mạch lĩnh hội ý của nhau là được tần tỉnh thay ba cậu ấn nút thang máy cùng ba chờ thang máy ai trông thấy cũng cho rằng cha hiền con hiếu. Mãi đến khi tiễn ba cậu đến dưới lầu, Tần tỉnh mới quay trở về phòng làm việc, anh, chuyện gì thế? Tần mặt lãnh chỉ vé vào cửa trên bàn, giúp đưa cho giảng hàng. Tần tỉnh nhấc vé lên, anh không thưởng thức nổi triển lãm tranh, sao anh không tự đưa? Tần mặt lãnh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vé mẹ anh cho anh, triển lãm này anh từng xem ở nước ngoài. Tần tỉnh nghe phát hiểu luôn, đây là buổi hẹn hò bác dâu cả cố ý sắp xếp, anh họ không vui lòng đi, còn tìm cớ nói bản thân ngày trước từng xem, hai vé đều đưa cho chị dâu. Ừ. Anh nói xem anh ghét bỏ chị dâu như thế, lúc đầu sao còn đăng ký kết hôn, anh tìm ngược đấy à, chị dâu cũng không đắc tội anh, anh như thế này khiến thể diện chị ấy đặt chỗ nào chứ? Ai cũng có lòng tự tôn mà. Tần tỉnh chỉ là cảm thán mà thôi, cũng không phải muốn lên tiếng phê phán tần mặt lãnh tần mặt lãnh cho mày, xem có cái triển lãm, có thể đừng nghĩ phức tạp như thế không. Anh uống mấy ngụm cà phê, nói với tần tỉnh. Em đưa vé cho giảng hàng, nếu cô ấy có hứng thú, hẹn bạn bè cùng đi xem. Nếu như cô ấy không muốn xem, có thể tặng vé cho người khác. Tần tỉnh lẩm bẩm một câu. Nhỡ đâu chị dâu muốn xem mà bạn chị ấy không rảnh thì sao? Một người xem triển lãm không thú vị. Giữa chừng dừng lại vài giây, Tần mặt lãnh nói. Bạn cô ấy nếu như đều không rảnh, tìm anh đi cũng được. Anh sẽ không chủ động đi cùng cô, nhưng nếu như giảng hàng tìm anh, dựa vào trách nhiệm anh sẽ cùng cô đi xem triển lãm. Tần mặt lãnh nói nhiều như thế, tần tỉnh chỉ nắm được câu trọng điểm cuối cùng. Hóa ra anh họ không bài xích đi xem triển lãm với giảng hàng, chỉ là không buông bỏ được phong thái. Sớm nói mà, trưa em sẽ đưa vé qua. Ban trưa giảng hàng chỉ có nửa tiếng để nghỉ, trước khi bế quan game cô mỗi ngày đánh một trận game để thả lỏng bây giờ ăn xong cơm cô dựa trên ghế thả lỏng bản thân lại nghĩ làm thế nào để lấy được hạng mục của tập đoàn vạn duyệt khách không mời mà đến như tần tỉnh đem theo bốn cốc cà phê tới doãn lâm lễ tân một cốc cho thư ký giảng hàng một cốc cốc americano nóng kia là cho lâm kiêu lần này tần tỉnh không khiến lâm kiêu tới phòng làm việc của giảng hàng lấy cà phê đưa thẳng đến vị trí làm việc của cậu lâm kiêu đang chơi game chơi chẳng có chút cảm giác nào, hai phút trước bị người đánh chết, không hứng thú với việc quan sát trận đấu, mở khung đối thoại với ô liu nhỏ, không biết nói gì, gửi đi một hàng emo phẫn nộ rồi đóng khung chắc lại, mày sao lại tới? Dù sao thì tần tỉnh không thể chuyên đến đưa cà phê cho cậu, tần tỉnh. Thay anh tao đưa đồ. Lâm kêu thoát khỏi game, vứt điện thoại lên bàn, cây cú. Ô liu nhỏ được đấy, cô ấy không chơi game, ngay cả online cũng không thèm đồ cũng không nhận tần tỉnh thay ô liu nhỏ nói cô ấy không giống bọn mình bọn mình ngày ngày ngồi ăn rồi đợi chết cô ấy chỉ chơi game không ăn không uống chắc nói không chừng trong cuộc sống thực cô ấy gặp phải chuyện khó khăn nào đó thế cô ấy nói với chúng ta chúng ta quen biết đâu phải chỉ ngày một ngày hai có thể giúp nhất định giúp tao chỉ thiếu điều chụp ảnh chứng minh thư đưa cho cô ấy chứng minh tao là ai cô ấy thì sao Chẳng có ý gì. Lâm kêu quả thật không thể hiểu. Lại không phải yêu qua mạng, sợ vỡ mộng, chúng ta cứ coi như chỗ anh em, có gì không thể gặp ngoài đời. Tần tỉnh vỗ bả vai cậu, đi đưa vé vào cửa cho giảng hàng. Vé vào cửa được đặt trong một phong thư, là gì đó? Nói xong giảng hàng mở ra, cô từng lướt thấy triển lãm này trên vòng bạn bè, có đứa bạn từng đi thử nghiệm, bảo cảm giác thử nghiệm khá được, khoảng thời gian này cô bận hạng mục không chú ý mà quan tâm đến tin tức về buổi triển lãm, nghe nói là một môn nghệ thuật tầng tỉnh nâng cao đến cực điểm, bác dâu cả thích xem triển lãm, anh em lấy hai tấm vé. Em vừa hay tới đây tìm Lâm Kiêu có chút chuyện, mới để em tiện mang hộ qua. Anh em sợ chị ngày mai bận, không nhất định có thời gian đi, mới để vé ở bên chị trước, chị nếu như rảnh, anh ấy đi cùng chị, nếu chị không rảnh, anh ấy cũng không định đi đến lúc đó chị tặng vé cho bạn bè thích xem triển lãm. Giảng hàng nhét vé vào trong phong thư, đến lúc đó chị thương lượng với anh em. Tần tỉnh hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, đi tìm lâm kiêu chém gió, giảng hàng đợi tần tỉnh rời khỏi, lại lấy vé ra, là buổi triển lãm 3 giờ chiều ngày mai. Cô mỗi tuần có bận nữa cũng dành cho bản thân nghỉ ngơi nửa ngày, thời gian xem triển lãm vẫn có, cô trả lời tần mặt lãnh. Vé nhận được rồi, ngày mai tôi có thời gian rảnh đi xem, cô cũng không nói gì khác, tần mặt lãnh tưởng cô hẹn bạn đi, anh trả lời. Ừ, giảng hàng tưởng từ này là xác định ngày mai cùng đi xem triển lãm. Vé là tần mặt lãnh cho, lại cố ý chọn chiều cuối tuần mà cô có thời gian rảnh, anh nhất định biết thời gian vào triển lãm, cô không làm thêm hành động thừa thải là chụp ảnh thông tin trên vé gửi cho anh nữa, lại nói, anh nếu như không biết thời gian vào triển lãm, ban nãy đã hỏi rồi. Mặc dù Tần tỉnh nói vé vào cửa của triển lãm tranh là Tần Mặt Lãnh hỏi mẹ chồng để lấy, nhưng giảng hàng hiểu rõ, với tính cách của Tần Mặt Lãnh, không thể chủ động như thế hẹn với cô, có 89 phần là bà nội anh, hoặc là mẹ chồng đưa vé cho anh, Tần Mặt Lãnh không từ chối, như vậy đã khá được, ít nhất anh không bài xích chuyện phát triển đoạn hôn nhân này. Cô cũng không bài xích, giảng hàng từng tìm hiểu buổi triển lãm tranh sẽ trình bày những bức tranh nào, màu sắc đều vô cùng tươi mới táo bạo, cô suy nghĩ cả buổi tối quyết định mặc áo khoác màu trắng đứng trong muôn màu muôn vẻ màu trắng bắt mắt lại thoải mái ngày cuối tuần giãn hàng tăng ca như thường lệ ban trưa từ công ty ra đến thăm ông bà nội trước thời gian nghỉ nửa ngày mỗi tuần cô toàn dành ra hai tiếng để ở cùng với ông bà biết ban trưa cô qua ông bà nội chuẩn bị cho cô trái cây trong cửa tiệm cũng dọn dẹp một lượt trước nhìn rất sạch sẽ ngăn nắp mỗi lần giãn hàng tới đều ăn một nửa phần mì lạnh lại thêm nửa chiếc bánh kết mỏng, ăn xong khen ngợi tài nghệ ông bà, trên mặt ông bà nội vui vẻ như hoa, ông nội bắt đầu trộn mì lạnh cho cô, bà nội đang tráng bánh kết, giảng hàng bưng theo một chiếc đĩa, bên trong là trái cây bà nội rửa cho cô, cô ăn trái cây, đứng giữa ông bà nội rảnh rỗi ngó nghiêng, bà nội nói chuyện phím với cô. Chiều không đi dạo phố ư, sắp tới mùa xuân, mua thêm mấy bộ quần áo đẹp. Bà nội cười nói mua đi bà thanh toán cho cháu. Giản hàng cũng cười. Thế cháu mua thêm mấy cái nhé. Cười xong cô nói hôm nay không dạo phố, cùng tầng mặt lãnh hẹn đi xem triển lãm ạ. À. Nụ cười trên mặt bà nội càng sâu hơn, giảng hàng đứng bên cạnh bếp lò, bà nội tráng cho cô một chiếc bánh kết nhỏ, chỉ bằng một nửa chiếc bánh kết bình thường. Trên bánh kết bốc ra từng lớp hơi nóng, bà nội lấy một ít hành rắc lên bề mặt, màu xanh tươi đẹp, mùi thơm của bánh kẹp bốc lên trước mặt ăn xong bữa trưa, giảng hàng lại ở trong tiệm nửa tiếng, đúng 2 giờ xuất phát đi phòng triển lãm, đến nơi kiểm tra vé phòng triển lãm, vẫn còn thừa thời gian, giảng hàng không nhìn thấy tầng mặt lãnh, gửi tin nhắn cho anh. Tôi đến rồi, anh đang ở đâu, tầng mặt lãnh đang tăng ca ở công ty, anh nhìn đồng hồ đeo tay, còn 20 phút nữa là kiểm tra vé vào triển lãm, cô hỏi như vậy nhất định là hỏi anh khi nào đến phòng triển lãm, ở công ty. Em không phải hẹn bạn ư, giảng hàng. Tần mặt lãnh, triển lãm tranh tôi từng xem ở nước ngoài, cảm thấy cũng được, giữ lại hai tấm vé cho em. Giảng hàng và tần mặt lãnh cùng lúc phản ứng ra, ở giữa có hiểu lầm. Giảng hàng, ngại quá, có thể tôi không hiểu rõ lời của tần tỉnh. Tần mặt lãnh, không liên quan đến em, là tần tỉnh biểu đạt sai. Cũng có nguyên do của tôi, không từng câu từng chữ nói rõ ràng với tần tỉnh. Chuyện đã như vậy, truy xét tần tỉnh rốt cuộc nói những gì cũng không có ý nghĩa cho dù là tần mặt lãnh hay là cô, đều không phải người sẽ đẩy lỗi sai lên người khác. Nếu như ngày hôm đấy, cô và tần mặt lãnh ở trong tin nhắn có thể hỏi thêm đối phương hai câu, cũng không đến nỗi tạo thành hiểu lầm. Giản hàng nhìn vé trong tay, phải lãng phí một tấm, rất đáng tiếc, không sao đâu, anh bận tiếp đi. Tần mặt lãnh quyết định phá lệ một lần cuối cùng, dù gì cũng là tần tỉnh không nói rõ ràng, cô bây giờ cũng không kịp hẹn bạn, anh lại chủ động lần nữa. Tôi qua xem cùng em chuyện công ty bên này tôi xử lý kha khá rồi giảng hàng tùy anh cô lại gửi thêm anh muốn đến thì tôi sẽ đợi anh tầng mặt lãnh em vào xem trước khi đến nơi tôi sẽ gọi điện cho em